Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 36. Hiện trường sôi sục, tất cả mọi người đều nhốn nháo. Liên quan đến võ thần lục địa, trong mắt bọn họ, chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng thấy qua bao giờ. Bây giờ, tại Xuân Quang Lâu mọi người đang kinh hãi cực kỳ, họ đều đang nghi ngờ có xuất hiện cao thủ võ thần lục địa, hơn nữa còn là một cô gái quyến rũ động lòng người. Tin tức này làm cho mọi người thật sự kinh ngạc chấn động. Cái gì mà võ thần lục địa, anh nói gì tôi nghe không hiểu. Ali mặt trầm như nước, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Phật tử, giọng điệu lạnh lùng nói, Tô Thương là cậu chủ của tôi, nếu anh dám bước thêm một bước, uy hiếp cậu chủ của tôi, thì tôi sẽ giết anh. Còn anh nữa? Vừa nói, Ali nhìn về phía Tây Môn Long Ngâm bên cạnh, bỗng nhiên ra tay, đánh bay anh ta, kết quả không khác vô cơ chút nào. Rơi xuống đất phun ra máu. Sau đó, Ali trầm giọng nói, dám bộc lộ sát ý với tôi nữa, thì tối nay chính là ngày chết của các anh đó. Cậu chủ, cái cô gái khủng bê ố này, lại là nô tỳ của Tô Thương. Giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, Phật tử vô cơ cùng với Tây Môn Long Ngâm cũng hai mặt nhìn nhau. Hai người đứng ở bên cạnh cửa Xuân Quang Lâu, cực kỳ hoảng sợ. Đầy e ngại đối với Ali. Chỉ tùy tiện ra tay một cái, mà có thể đánh bại Phật tử cùng với Tây Môn Long Ngâm rồi, lại chỉ là nô tỳ của Tô Thương thôi. Người tôi choáng váng thật chứ. Rốt cuộc lai lịch của Tô Thương là thế nào, sao trụ cột lại thâm hậu như thế được? Không rõ nữa, nhà họ Tô ở Giang Bắc, không có danh tiếng gì cả. Vậy chắc chắn là giả, che giấu tai mắt người khác mà thôi. Tô Thương tất nhiên đến từ thế lực cực kỳ kinh khủng rồi. Chẳng tránh cậu ta to gan như vậy, dám thẳng thắn nói chơi hoa khôi, hơn nữa còn chơi thật chứ, thì ra anh ta có người bảo vệ mạnh như vậy đó. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, mọi người một lần nữa lại xem kỹ Tô Thương, không ai dám khinh thường Tô Thương nữa. Ngược lại, bây giờ trong mắt bọn họ, Tô Thương đến từ một gia tộc thần bí khủng bê ố nào đó, xuất thân cao ngất trời. Tô Thương tất nhiên nhận ra thái độ của mọi người thay đổi với mình, nhưng anh cũng không thèm để ý tới. Chính mình đến giới luyện võ, vốn là định để họ không coi thường mình mà. Chỉ là trước khi đại hội võ thuật trăm tông phái diễn ra, anh không muốn bại lộ thực lực thật của mình. Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Phật tử vô cơ cùng Tây Môn Long Ngâm, cười nói, hai người, còn muốn nói gì nữa sao? A-di-đà Phật, vô cơ đã bình tĩnh lại. Đầu tiên là lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, sau đó chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, thí chủ Tô Thương, bần tăng không hỏi lai lịch của anh, không hỏi bối cảnh của anh, chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh có thể thành thật trả lời không? Ồ, Tô Thương khẽ cười nói, vấn đề gì chứ, nói nghe thử coi. Anh, vô cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Diệu Y ở lầu 3, trong mắt hiện ra một vẻ đầy thương tiếc lẫn bi thương. Sau đó, ánh mắt lại lần nữa nhìn vào Tô Thương, dò hỏi, anh, có thật lòng đối xử với thí chủ Diệu Y, vì cô ấy mà bảo vệ che chở, vì cô ấy mà tiêu diệt hết mọi chướng ngại vật không? Điều đó là đương nhiên rồi. Tô Thương cười nói, dù sao thì Lan Diệu Y cũng đã là cô gái của tôi rồi, vừa rồi biểu hiện của cô ấy cũng được lắm đó nha, tiếng kêu nghe uyển chuyển rất dễ chịu, tôi rất thích. Đối với cô gái của tôi khẳng định sẽ dùng tâm bảo vệ. Không chỉ khiến cô ấy sung sướng ở trên giường, mà ở dưới giường tôi cũng làm được nha. Tô Thương khẽ cười nói, tóm lại anh yên tâm đi, có tôi ở đây, cô ấy sẽ trải qua hạnh phúc. Tô Thương, im miệng, cái gì mà uyển chuyển dễ nghe chứ, tôi không có kêu, đừng có nói năng lung tung nữa. Lan Diệu Y nghe được Tô Thương nói, đột nhiên mặt ngọc đỏ ửng lên. Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn kéo thêm kẻ thù cho Tô Thương thôi. Không ngờ rằng Tô Thương không biết xấu hổ như vậy, trở mặt liền nói mình kêu uyển chuyển dễ nghe, ngại chết người ta rồi. Được thôi. Tô Thương nghênh tiếp ánh mắt của Lan Diệu Y, khẽ cười nói, nhiều người ở đây như vậy, tôi giữ mặt mũi cho cô không có kêu, được chưa, là tôi nói bậy. Mọi người ở hiện trường đều há hốc miệng ra, nghẹn họng chố mắt nhìn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Không ngờ Lan Diệu Y trong ngoài không giống nhau chút nào, nhìn qua thì lạnh lùng như thế, thế mà lại kêu. Ha ha, trái ngược nhau hả, chuyện thường thôi. Loan tin mỹ nữ xinh đẹp Lan Diệu Y, kêu vừa uyển chuyển vừa dễ nghe nha.
vẫn là Tô Thiếu Gia công phu cao cường, vừa rồi chiến đấu trong phòng, chắc chắn là Tô Thiếu Gia hoàn toàn thắng lợi rồi. Cái này không nói khác được rồi, lần đầu tiên của Lan Diệu Y, nếu đổi thành tôi cũng sẽ hoàn toàn thắng lợi mà. Im ngay, một cái kim nhỏ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ sao, thật là buồn cười quá đi. Chấm chấm chấm. Lan Diệu Y càng nói càng sai, tất cả mọi người ở hiện trường tất nhiên đều tin tưởng Tô Thương, hơn nữa còn đối với anh cực kỳ tôn kính, đều đổi giọng xưng là Tô Thiếu Gia rồi. Thật đáng giận. Lan Diệu Y nghe được mọi người nói chuyện, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ đỏ như táo chín, hận không tìm được cái lỗ nào mà chui vào. Tên Tô Thương này quả thật không biết xấu hổ, nếu như có thể làm lại, cô sẽ lựa chọn không hy sinh sự trong sạch của mình, để kéo thêm kẻ thù cho Tô Thương thế này. Thí chủ Tô Thương, chuyện của tôi đã hỏi xong rồi. Vô Cơ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên tư thế chắp tay trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về Lan Diệu Y, biểu lộ phức tạp nói, thí chủ Diệu Y, cô đối với thí chủ Tô Thương, có hài lòng không? Cô ấy chắc chắn hài lòng rồi. Lan Diệu Y vẫn chưa trả lời, Tô Thương liền cướp lời nói, dù sao thì tôi lợi hại như vậy, súng như kinh lôi, xuyên hết mọi thứ, một trận đại chiến đâu chỉ có vào 7 ra 7, rõ ràng tôi bất khả chiến bại nha. Ha ha ha, mọi người tại chỗ nghe nói như thế, nháo nhào cười thành tiếng. Tô Thương, Lan Diệu Y đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, anh im miệng được không, không nói thì cũng không ai bảo anh câm đâu. Thí chủ Diệu Y, Bần Tăng đang hỏi, cô có hài lòng không? Phật tử Vô Cơ, chân thành hỏi. Phật tử. Lan Diệu Y đón nhận ánh mắt của Vô Cơ, thản nhiên nói, tôi biết vì tôi mà anh bỏ ra rất nhiều, thậm chí lựa chọn hoàn tục, nhưng chúng ta không hợp, anh xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn, anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa. Lan Diệu Y bắt trước Tô Thương, lấy lý do là Tô Thương để từ chối anh ta, để cắt đứt ý nghĩ của Vô Cơ đối với mình. Được. Bần Tăng đã nhớ kỹ. Vô Cơ nghe được câu trả lời chắc chắn của Lan Diệu Y, hai mắt ửng đỏ, nhưng dù sao cũng là người tu Phật, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Anh ta thu lại ánh mắt, quay người rời khỏi Xuân Quang Lâu. Lúc sắp bước ra ngoài, Vô Cơ không quay đầu lại, mà quay lưng về phía Tô Thương, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Thí chủ Tô Thương, Bần Tăng nhớ kỹ anh rồi, hy vọng anh không phụ lòng thí chủ Diệu Y. Bần Tăng ngừng tu luyện 3 năm nay rồi, 3 năm nay Bần Tăng hổ thẹn với núi Bồ Đề, đây cũng là lúc quy y cửa Phật một lần nữa. Nhưng, Bần Tăng có một câu, hy vọng cậu nhớ kỹ, nếu cậu dám làm chuyện xấu hổ với thí chủ Diệu Y. Nói đến đây, ánh mắt Vô Cơ hiện lên một vẻ sát ý, lạnh lùng nói, Bần Tăng lại ra khỏi cửa Phật, hóa thân thành kim cương chiến đấu đẫm máu với anh, dù là anh có bối cảnh ngập trời, Bần Tăng cũng sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Tôi vì người ấy mà ra khỏi cửa Phật, lại vì người ấy mà sát giới, thì sao chứ? Sau khi nói một câu, Phật tử Vô Cơ liền không quay đầu lại mà nhanh chân rời đi. Còn dám bộc lộ sát ý với cậu chủ, muốn chết sao? Ali nhận ra ánh mắt sau cùng của Vô Cơ, giận không kìm được, lập tức định ra tay xóa sổ Vô Cơ. Để anh ta đi đi. Tô Thương ngăn cản lại nói, cái tên Phật tử này cũng không đơn giản, trong cơ thể anh ta có sức mạnh tinh khiết của Phật, tu luyện cũng không phải là hệ thống luyện võ, mà chính là pháp môn nhà Phật, cho anh ta thời gian, anh ta sẽ trưởng thành đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Cậu chủ, nếu như vậy, thì càng nên giết anh ta, chấm dứt tai họa đi. Ali nhắc nhở, không, trong tương lai có lẽ cần đến anh ta, Tô Thương dùng linh hồn truyền âm nói. Trước đó thông qua cuộc nói chuyện với Tô Ma, Tô Thương hiểu được tình hình của trái đất. Trái đất bây giờ, bị tiên đế ngoại vực cường đại khống chế, tất cả mọi người ở trái đất, đều là tù nhân. Phật tử Vô Cơ, là một hạt giống tốt, tiền đồ vô lượng, Tô Thương tất nhiên không muốn bóp chết chiến lực đỉnh phong tương lại của trái đất. Nói không chừng, sau này chống đối với thiên đạo, nghênh chiến với tiên đế ngoại vực, anh ta cũng có thể giúp được một tay. Còn về ân oán giữa mình và Vô Cơ, ha ha, cái này cũng không thể nói là ân oán, không ảnh hưởng đến cục diện. Anh tên là Tây Môn Long Ngâm đúng không? Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào trên người Tây Môn Long Ngâm, khẽ cười nói, tôi ngủ với vợ của anh định thế nào hả? Tô Thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Tây Môn Long ngâm nghiến răng nghiến lợi nói, anh đừng khinh thường người quá đáng, gia tộc Tây Môn chúng tôi, cũng không kiêng kỵ gì đâu. Gia tộc Tây Môn, ha ha ha. Tô Thương trong mắt lóe lên sát ý, sau đó mở miệng nói, mày lượn đi, có một số chuyện, sau này hãy nói. Cái gì, mày nói tao lượn đi hay sao? Tây Môn Long ngâm nghe vậy, nhíu mày nói. Sao hả, mày không đồng ý sao? Tô Thương nhíu mày nói. Lượn. Tao đường đường là một đại công tử gia tộc Tây Môn, thiên tài tuyệt đỉnh, đi đến đâu vạn người chú ý đến đó, sao cậu lại dám nói tôi lượn đi chứ? Tây Môn Long ngâm nghiến răng nghiến lợi nói, tao từ bao giờ mà phải chịu nhục nhã thế này chứ? Tao đếm ba tiếng, cút nhanh cho tao. Tô Thương nhìn không được mà nói. Thật sự để tôi cút đi sao? Tây Môn Long ngâm nhìn Tô Thương không giống như đang nói đùa, nhất thời cực kỳ kích động. Thế này, quá tốt rồi. Sau khi nhận ra được sức mạnh của Ali, Tây Môn Long ngâm đã muốn chạy đi trước rồi. Nhưng anh ta không dám, sợ Ali ra tay giáo huấn anh ta, dù sao anh ta cũng vừa định giết Tô Thương mà. Tô Thương chắc là không dễ dàng buông tha cho mình như vậy chứ. Lúc trước, nhìn thấy Phật tử vô cơ rời khỏi Xuân Quang Lâu, Tây Môn Long ngâm trong lòng đã thấy cực kỳ hâm mộ rồi. Bây giờ nghe Tô Thương để cho mình lượn đi, Tây Môn Long ngâm tất nhiên như mở cờ trong bụng. 3. 2. Lúc này, Tô Thương đã bắt đầu đếm. Hừm, anh muốn đếm 3 tiếng, ông đây sẽ không để cho anh toại nguyện, không cho anh có được cơ hội này đâu. Tây Môn Long ngâm ngạo mạn nói một câu. Sau đó cơ thể lập tức biến mất không còn tung tích gì. Đại công tử gia tộc Tây Môn, thiên tài tuyệt đỉnh kinh động giới cổ võ, cứ như vậy mà ỉu xìu bỏ trốn sao? Mọi người lúc đó, than thở không ngừng. Tên nhóc này, chạy nhanh đó chứ. Có điều, chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, thành viên gia tộc Tây Môn, đừng mơ có ai sống sót. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, ý chỉ nhà sư có thể chạy trốn nhưng ngôi chùa sẽ không chạy theo, có nghĩa là tránh được nhất thời nhưng không thể tránh được sau này. Tô Thương nhìn theo hướng Tây Môn Long ngâm rời đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, Tô Thương ngẩng đầu nhìn về phía Lan Diệu Y đang đứng tại lầu 3, cười đùa nói, cô Diệu Y, hôm nay biểu hiện của cô được lắm, rất biết phối hợp nha, cơ thể còn thơm ngào ngạt. Có điều. Kỹ thuật của cô không được rồi nha, loại tư thế cơ bản như thế, mặc dù có lòng phối hợp, nhưng lại phối hợp không tốt, nhất là lúc cái miệng cô ăn đó, thật không đến được dạ dày tí nào nha. Tô Thương tiếp tục cười nói, nhưng mà cô yên tâm, là giáo viên nhập môn cho cô, tôi sẽ tự mình dạy dỗ, để cô thành thạo nắm vững những tư thế và kỹ thuật này nha. Tô Thương, Lan Diệu Y mặt đỏ ửng, thẹn quá hóa giận nói, đồ vô liêm sỉ nhà anh. Thật không biết xấu hổ mà. Ha ha, quả thực có người không biết xấu hổ. Tô Thương bỏ chữ có ý đồ mà nói, cô Diệu Y, cô đã làm mình thành ra bộ dạng thế này, thì đừng trách tôi chứ. Anh, Lan Diệu Y giống như bị nói trúng tim đen, vội vàng đuối lý nói không ra lời. Cứ chờ đó, giáo viên nhập môn sẽ dành thời gian tìm đến cô, cho một mình cô nhập học, dạy cô tri thức. Đi theo tôi thì cô có thể biết được rất nhiều tư thế đó nha. Tô Thương lộ ra một nụ cười đùa nghịch, sau đó định đưa theo Ali, rời khỏi Xuân Quang Lâu. Tuyết Nhi, em đều nghe được hết rồi phải không? Đúng lúc này, Thiên Sơn Tuyết cùng Mặc Đao đi đến, trong đó Mặc Đao liếc nhìn Tô Thương vẻ khinh thường, sau đó nói, Tô Thương, cái tên lăng nhăng này, thật không biết an phận, vừa đến võ đang cổ trấn, liền dám vào Xuân Quang Lâu. Còn làm cho Lan Diệu Y thật đúng là xúc sinh mà. Im miệng. Thiên Sơn Tuyết không thèm nhìn Mặc Đao, lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt nhìn Tô Thương, rồi lại nhìn vào Lan Diệu Y, giống như đang suy nghĩ gì đó. Thiên Sơn Tuyết, đã lâu không gặp. Lan Diệu Y thì đón nhận ánh mắt của Lan Diệu Y, sửa lại tóc tai và quần áo xộc xệch của mình, nói như khoe khoang, chính cô đã nghe thấy rồi đó, tôi đã là người của Tô Thương rồi. Tô thiếu gia thật sự quá lợi hại rồi, cơ thể tôi bây giờ cảm giác thì muốn rụng rời ra từng mảnh rồi đây, ha ha ha. Lan Diệu Y nói tiếp, theo tôi được biết, cô vẫn luôn đợi ở núi Cửu Phong, chắc hẳn hôm nay mới gặp mặt Tô thiếu gia nhỉ. Anh ấy không muốn tìm đến cô, mà lại chạy đi tìm tôi, Thiên Sơn Tuyết, muốn làm người của Tô thiếu gia sao, cô thật sự không xứng đâu. Nam Tuyết Bắc Lan.
Lan Diệu Y cùng Thiên Sơn Tuyết là hai cô gái đẹp nổi tiếng nhất giới luyện võ, tất nhiên đã từng gặp nhau, nhưng quan hệ của họ cũng không phải hòa hợp gì. Thiên Sơn Tuyết khét nhìn bộ dạng kiêu căng của Lan Diệu Y, cũng rất xem thường xuất thân của Lan Diệu Y. Cô ấy đến từ núi Cửu Phong, cao quý cỡ nào, thế mà nổi tiếng cùng một cô gái lầu xanh, dù là đối phương bán nghệ không bán thân, nhưng cũng là người của Thanh Lâu, quá mất thân phận rồi. Mà Lan Diệu Y cũng ghét bối cảnh của Thiên Sơn Tuyết, vừa sinh con liền có trụ cột siêu nhiên bảo vệ. Vì thế, hai người không hợp nhau, cô này nhìn cô kia không vừa mắt, cô kia nhìn cô này cũng chẳng ưa chút nào. Lan Diệu Y, Thiên Sơn Tuyết nhếch miệng lên, cười lạnh nói, không biết xấu hổ hả, người đàn ông của tôi lấy đi cái ngàn vàng của cô, thế mà dám tự mình khoe khoang, ha ha, không hổ là cô gái xuất thân từ Thanh Lâu, có tư cách gì mà nổi tiếng cùng với tôi chứ? Bù. Sau khi Thiên Sơn Tuyết nói, hiện trường lại sôi sục lên. Tình hình gì đây chứ, tôi nghe được cái rắm gì vậy? Người đàn ông của tôi, người mà Thiên Sơn Tuyết nói, là Tô Thiếu Gia sao? Cái này còn phải hỏi nữa sao, rõ ràng là như thế rồi. Tin này quá hot rồi nha, Nam Tuyết Bắc Lan, lại bị cùng một người đàn ông, vẫn là Tô Thiếu Gia nha, bội phục, bội phục. Tuyết Nhi. Lan Diệu Y đã chính miệng thừa nhận, chuyện này chắc chắn là thật rồi. Lúc này, Mạc Đao lại châm ngòi ly gián nói, loại người như Tô Thương này, chân đạp nhiều thuyền, căn bản không xứng với em nhanh chóng chia tay với anh ta đi, sau này anh sẽ chăm sóc em và hai đứa nhỏ. Cút! Thiên Sơn Tuyết lớn tiếng trách móc, ngay sau đó ánh mắt nhìn lên người Tô Thương, không những không tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói, Tô Thương, chuyện đó, anh giải quyết sao rồi? Chuyện đó, Tô Thương đương nhiên biết, Thiên Sơn Tuyết muốn hỏi chuyện gì, anh khẽ cười nói, giải quyết được một nửa rồi, trở về anh sẽ nói rõ cho em nghe. Thiên Sơn Tuyết gật đầu, dịu dàng cười nói, vậy đi thôi, không còn sớm nữa, nên về nghỉ ngơi rồi. Được, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó dẫn theo Ali đi đến bên cạnh Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi, em hồ đồ rồi. Lúc này... Mạc Đao nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương đã ngủ với Lan Diệu Y, đã làm chuyện có lỗi với em không những không trách mắng anh ta, mà còn dịu dàng với anh ta nữa, anh không hiểu nổi mà. Thiếu gia Mạc Đao, Thiên Sơn Tuyết vẫn không thèm nhìn Mạc Đao, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét, giọng điệu thản nhiên nói, chuyện giữa tôi và Tô Thương có liên quan gì đến anh? Xin khuyên anh một câu, chuyện nhà chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết, anh đừng như chó mà lại thích bắt chuột. Xen vào chuyện người khác. Anh, Mạc Đao trợn tròn mắt, thật sự không thể nào hiểu được. Dựa theo logic bình thường mà nói, thì người Tuyết Nhi nên căm hận phải là Tô Thương mới đúng, hơn nữa còn phải cảm kích người đã báo tin cho cô ấy, người cho cô ấy thấy được bộ mặt thật của Tô Thương chứ. Nhưng con mẹ gì vậy, chuyện này là sao đây, tại sao lại phản ứng ngược như vậy? Thiên Sơn Tuyết, nhìn thấy đám Tô Thương muốn rời đi. Lan Diệu Y từ trên lầu ba nhìn xuống, cười khiêu khích nói, sau này trở về, quản lý tốt người đàn ông của cô, đừng để anh ấy chạy đến tìm tôi nhé. Bất luận nói như thế nào, cô cũng là tuyệt sắc giai nhân ở trong giới luyện võ, nếu như để người ta biết được cô ngay cả người đàn ông của mình cũng không thu hút được, e rằng sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ quá. Lan Diệu Y mang theo nụ cười đùa nói, ha ha, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy. Vẫn mỉm cười như cũ, Lan Diệu Y, cô cũng biết Tô Thương là người đàn ông của tôi à? Cô mặt dày dâng cái ngàn vàng của mình cho người đàn ông của tôi, nếu như truyền ra ngoài e rằng người bị mọi người bàn tán là cô nhỉ? Thiên Sơn Tuyết vuốt mấy sợi tóc trước trán, rồi mỉm cười tao nhã nói, hơn nữa, Tô Thương đã ngủ với cô thì sao chứ, anh ấy không phải rồi cũng trở về lại bên tôi sao? Cô dâng ra cái ngàn vàng vẫn không có được Tô Thương. Đến sau cùng cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng rồi. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười nói, ha ha, Lan Diệu Y, nếu như tôi là cô, tôi chắc chắn sẽ tức đến nổi ba ngày ăn không nỗi cơm đó. Thiên Sơn Tuyết, cô. Lan Diệu Y thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiên Sơn Tuyết, hận không thể ra tay đánh với cô ấy một trận. Tô Thương, chúng ta đi. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói, khi đối mặt với Tô Thương. Thái độ của cô ấy vẫn vô cùng dịu dàng, ôn hòa. Tô Thương, đừng đi cùng với cô ấy. Lan Diệu Y thấy vậy,
nghiến răng nói, tôi hiểu rõ con người của Thiên Sơn Tuyết, cô ấy không phải là người rộng lượng như vậy đâu, chắc chắn cô ấy đang giả bộ thôi, sau khi về đến khách sạn, chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Cảm ơn cô Diệu Y đã nhắc nhở, dù sao tôi cũng đã làm sai, lấy đi cái ngàn vàng của cô, cứ coi như là Tuyết Nhi nổi giận với tôi thì cũng là do tôi tự chuốc lấy, không cần cô phải nhọc lòng đâu. Tô Thương khẽ cười nói, nhưng mà, giọng kêu của cô Diệu Y, tôi thật sự rất thích nghe, nếu như cho tôi cơ hội để làm lại, cho dù khi trở về có phải quỳ trên bàn trông, tôi cũng sẽ ngủ với cô. Anh, bị ổi, cái gì mà giọng kêu chứ, tại sao cứ nhắc mãi vậy, hai người các anh đều là đồ bị ổi. Lan Diệu Y thẹn quá hóa giận nói. Ha ha, Tô Thương thoải mái cười to, sau đó liền dẫn theo Thiên Sơn Tuyết và A Ly rời khỏi Xuân Quang Lâu. Tuyết Nhi, đợi, đợi anh. Mạc Đao vội vàng đuổi theo sau, anh ta muốn khuyên Thiên Sơn Tuyết lần nữa, nhất định phải tách cô ấy ra khỏi Tô Thương. Tô Thương còn chưa nói gì, nhưng mà, Thiên Sơn Tuyết đã dùng một ánh mắt bắt anh ta phải lùi lại. Tôi xem ai dám khiêu khích ai. Mạc Đao nhìn đám Tô Thương đi xa rồi thì nghiến răng nói, xem ra, Tô Thương không chết thì Tuyết Nhi sẽ không chịu cùng với mình rồi. Hừ, Tô Thương, tốt nhất mày nên cầu nguyện cho đừng gặp tao ở đại hội võ thuật, nếu không thì ngay trước mặt Tuyết Nhi, chính tay tao sẽ giết chết mày. Chấm chấm chấm. Lúc này, Xuân Quang Lâu. Được lắm, Tô Thương, tôi rốt cuộc có chỗ nào không sánh được với Thiên Sơn Tuyết, anh vậy mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Dâng đến tận miệng mà anh cũng không thèm ăn, ừ hừ. Lan Diệu Y tức giận nói, lúc nãy tôi giả vờ bị anh ức hiếp, muốn ép anh ra tay với tên Phật tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm. Nhưng anh lại chọn cô A Ly ra tay, thay anh giải quyết với Phật tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm. Ha ha, như vậy thì chỉ có hai khả năng. Lan Diệu Y thầm nghĩ, hoặc là, anh tự biết thực lực của mình không bằng hai người kia, cho nên mới không dám ra tay với hai người họ. Hoặc là anh muốn che giấu thực lực của mình. Nếu như là khả năng thứ hai thì tôi xem như coi trọng anh hơn một chút rồi, nhưng tôi không tin anh lại có tâm tính như vậy. Lan Diệu Y nói tiếp, phải biết, đánh bại thiên tài hàng đầu nhiều năm trước chính là cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Thôi bỏ đi, xem biểu hiện ngày mai của anh vậy, hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Lan Diệu Y mỉm cười, sau đó biến mất ngay trước mặt mọi người. Về phần đá tà linh, mặc dù Tô Thương đã hạ cấm chế nhưng Lan Diệu Y cũng không hề để ý. Ha ha, Thiên Sơn Tuyết không hổ là minh chủ của núi Cửu Phong, rộng lượng thật mà. Biết để lại mặt mũi cho người đàn ông, lấy đại cục làm trọng, người phụ nữ như vậy quá tốt rồi mà. Nhưng mà Tô Thương chắc thảm rồi, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị bạo lực gia đình cho mà xem, Thiên Sơn Tuyết chính là thần tông đỉnh phong. Chừng chị anh ta còn không phải như đang chơi trò chơi sao. Tô Thương rốt cuộc lai lịch sao vậy, vậy mà đã ngủ với Thiên Sơn Tuyết, đợi đã, nghe nói Thiên Sơn Tuyết đã sinh ra hai đứa con, chắc không phải là của Tô Thương chứ. 80-90% là đúng rồi, vẫn là Tô Thiếu Gia được nhất, tôi nguyện xưng Tô Thiếu Gia là đệ nhất đa tình ở giới luyện võ. Đừng ngưỡng mộ Tô Thiếu Gia nữa, ở đại hội võ thuật anh ta chắc sẽ chết thảm thôi. Không sai. Mặc dù bối cảnh của anh ta thâm hậu, lại có một cô nô tỳ vô cùng mạnh nhưng thực lực của chính anh ta chắc chắn không so được với Phật tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm, nếu không lúc trước anh ta đã có thể tự mình ra tay rồi, còn được dịp khoe khoang nữa, nhưng anh ta lại không làm vậy, ắt hẳn cũng tự biết mình không bằng người ta. Sau khi Lan Diệu Y rời đi, đám đông ở đó không ngừng bàn tán, lúc đầu là ngưỡng mộ Tô Thương, sau đó lại đồng tình. Bọn họ đều nghĩ Tô Thương đã ngủ với Lan Diệu Y thì không khác gì đã chọc vào tổ ong vò vẽ, tình cảnh sau đó chắc chắn sẽ rất thảm. Chấm chấm chấm. Mấy phút sau, ở vị trí đông nam của võ đang cổ trấn. Ở đây có một khách sạn, gọi là khách sạn Cửu Phong, chính là sản nghiệp của núi Cửu Phong. Thiên Sơn Tuyết cùng với các trưởng bối và các thiên tài của núi Cửu Phong chính là ở nơi này. Lúc này, Tô Thương đã để A Ly đi chăm sóc Tô Tinh Hà và Tô Du Du, chỉ còn lại anh và Thiên Sơn Tuyết đi vào khách sạn Cửu Phong. Xin chào Tô Thiếu Gia. Tô Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu. Đại hội võ thuật, còn nhờ Tô Thiếu Gia chiếu cố nhiều hơn. Tô Thương vừa bước vào khách sạn thì có mấy vị thiên tài của Cửu Phong mang theo nụ cười hiền lành lại chào hỏi với Tô Thương.
Loại thiện ý này không phải là giả bộ, rõ ràng là bọn họ biết Tô Thương có ý nghĩa gì với núi Cửu Phong. Họ đều là những thiên tài cốt lõi của núi Cửu Phong, bọn họ đều đã biết bí mật của núi Cửu Phong, họ hiểu rằng chỉ có nhà họ Tô mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng sắp xảy ra ở núi Cửu Phong, vì vậy họ rất kính trọng Tô Thương. Đối với chuyện này, Tô Thương đương nhiên cũng vui vẻ cười đón lấy, khách sáo chào hỏi lại bọn họ. Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, đại hội võ thuật ngày mai, bản minh chủ không mong mọi người đạt được hạng nhất, nhưng cũng đừng làm mất mặt núi Cửu Phong. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết lạnh lùng nói. Tuân lệnh, ba thiên tài của núi Cửu Phong hết sức cung kính chắp tay lại, sau đó liền lui về phòng của mỗi người. Về phần Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết cũng đến một căn phòng phòng cách cổ xưa yên tĩnh. Tuyết Nhi, anh và Lan Diệu Y, kỳ thực, bốn bề không có ai, Tô Thương liền muốn giải thích. Anh không cần nói, em đều biết. Thiên Sơn Tuyết lại mỉm cười nói, Lan Diệu Y kia lại muốn vụ oan cho anh, em nhìn cái là biết liền, cô ấy vẫn còn trong trắng. Lúc trước, e sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là vì chán ghét cô ấy mà thôi. Thiên Sơn Tuyết lại nói tiếp, em là thân phận gì, cô ấy là thân phận gì, chỉ là một đứa con gái thanh lâu mà thôi, mấy năm nay, cô ấy dựa vào cái gì mà đòi so sánh với em chứ? Tuyết Nhi, em đối với Lan Diệu Y, oán niệm sao mà sâu quá vậy? Tô Thương khẽ cười nói, cũng không phải là oán niệm, chỉ là nhìn không quen cái điệu bộ của cô ta mà thôi. Thiên Sơn Tuyết sững lại, nhìn Tô Thương, dò hỏi, Tô Thương, anh đi Xuân Quang lâu, không phải chỉ đơn thuần là gặp Lan Diệu Y nhỉ, lúc trước anh có nhắc đến tử khí, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe Thiên Sơn Tuyết hỏi như vậy, Tô Thương cũng không giấu giếm, thành thực kể Thiên Sơn Tuyết nghe mọi chuyện. Anh nói, Lan Diệu Y chính là truyền nhân của Quỷ Minh Tông, nắm giữ đá tà linh, bên trong ẩn chứa nguồn tử khí khổng lồ. Một khi bị trào ra ngoài thì trong vòng 100 dặm sẽ khiến cho sinh linh đổ thán. Thiên Sơn Tuyết mặt tràn đầy ngưng trọng nói. Tô Thương gật đầu, sau đó trấn an nói, nhưng mà, em đừng lo lắng, anh đã hạ cấm chế lên đá tà linh rồi, không có sự cho phép của anh, dựa vào sức mạnh của cô ấy, thì không có cách gì giải phóng ra được nguồn tử khí khủng bê ô đó. Hay nói cách khác. Đá tà linh bây giờ đối với cô ấy mà nói chỉ là một viên đá có cũng như không mà thôi. Tô Thương nói thêm. Thì ra là vậy. Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói, Quỷ Minh Tông đã biến mất nhiều năm như vậy, không ngờ bà chủ Lan Diệu Y của Xuân Quang lâu vậy mà lại là tông chủ của Quỷ Minh Tông, ẩn giấu cũng thâm sâu thật. Ha ha, cái chức bà chủ Xuân Quang lâu này của cô ấy cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cả Quỷ Minh Tông cũng chỉ còn lại mình cô ấy. Tô Thương nói tiếp, Tuyết Nhi, em yên tâm đi, đợi sau khi anh giành được hạng nhất của đại hội võ thuật thì cô ấy sẽ giao đá tà linh cho anh, đến lúc đó chuyện này coi như đã có một kết thúc rồi. Tô Thương, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, mỉm cười nói, sao em nghe nói, các thiên tài của các ngọn núi nổi tiếng lấy Lan Diệu Y ra cá cược, ai giành được hạng nhất thì sẽ có tư cách cưới Lan Diệu Y. Anh quyết chí giành được hạng nhất, chắc không phải là vì Lan Diệu Y đó chứ. Khụ, Tô Thương ngượng ngùng sờ sống mũi, cười khổ nói, Tuyết Nhi, đừng nghĩ oan cho anh mà. Anh đi đến Xuân Quang lâu chỉ là muốn hóa giải tử khí, từ trước đến giờ chưa hề nghe đến danh tiếng của Lan Diệu Y. Trước đó anh đã ghi danh tham gia đại hội võ thuật rồi, em đừng nghĩ oan cho anh. Tô Thương vội vàng giải thích. Hi hi. Thiên Sơn Tuyết lại cười nói, Tô Thương, anh không cần phải giải thích với em nhiều như vậy, nếu như anh thật sự cưới Lan Diệu Y thì em cũng giơ hai tay đồng ý. Ặc, Tô Thương kinh ngạc hỏi, Tuyết Nhi, em có ý gì vậy, không phải em rất ghét Lan Diệu Y sao? Lan Diệu Y trời sinh đã là thần tông, thuận theo ý trời, không thể phủ nhận được, thiên tư của cô ấy không ai sánh bằng, cho dù là em cũng không bằng cô ấy được. Thiên Sơn Tuyết mỉm cười nói. Nếu như anh có thể thu phục được cô ấy, khiến cô ấy thành người phụ nữ của anh, như vậy đủ để chứng minh được sự ưu tú của anh, chứng minh Thiên Sơn Tuyết em không nhìn nhầm người rồi. Mặc dù cô ấy xuất thân ở Thanh Lâu, nhưng lại giữ mình trong sạch, từ đầu đến cuối chưa có một người đàn ông nào từng chiếm được cô ấy. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nếu như cô ấy thành người phụ nữ của anh, thì luận về vai vế, phải xếp ở sau em có thể sai bảo cô ấy làm bất cứ chuyện gì. Vậy thì sao em lại không đồng ý chứ?
Khụ, Tuyết Nhi, cái suy nghĩ này của em đáng ngạc nhiên ghê, lẽ nào em không sợ cô ấy tranh sủng với em sao? Tô Thương cười nói, cô ấy còn chưa có được thực lực ấy. Thiên Sơn Tuyết ve vẩy mấy sợi tóc trước trán, tự tin cười nói, Tô Thương, lẽ nào không đúng sao? Lúc nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Sơn Tuyết nhìn lên người Tô Thương, trong ánh mắt phát ra vẻ đẹp mê người. Ừng ực, Tô Thương không nhìn được nuốt nước miếng một cái, rồi bước nhanh lên trước ôm lấy Thiên Sơn Tuyết. Nhưng mà, Thiên Sơn Tuyết lại tránh ra, đồng thời nói, em từng nói, trước khi anh và Lý Nguyệt kết hôn, em sẽ không cho anh đụng vào em. Vậy được rồi, Tô Thương cười khổ nói. Không còn sớm nữa, anh đi xem Du Du và Tinh Hà đi, đại hội võ thuật ngày mai nhất định phải cố gắng hết mình đấy. Thiên Sơn Tuyết lẩm bẩm nói, em xem qua danh sách, anh bị phân đến bảng 5. Không thể không nói, Tô Thương, anh may mắn thật, bảng 5 không có một thiên tài nổi tiếng nào, người mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Tông đỉnh phong. Thiên Sơn Tuyết cười nói, dựa vào thực lực của anh, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đối phó được. Nhưng may mắn cũng chỉ là một phần nhỏ, muốn giành được giải nhất chỉ đơn thuần là may mắn thôi thì cũng không có tác dụng gì, anh tự mình chú ý nhé. Thiên Sơn Tuyết nhắc nhở nói. Ừm, Tô Thương khẽ gật đầu, sau khi tạm biệt Thiên Sơn Tuyết thì anh rời khỏi khách sạn Cửu Phong. Lúc đi ra, còn có mấy người thiên tài khách sáo chào hỏi Tô Thương, vô cùng kính sợ Tô Thương. Không hổ là truyền nhân của nhà họ Tô ở Côn Luân, tuấn tú lịch sự mà. Tôi nghe nói, lúc nãy Tô Thiếu Gia đã ngủ với Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu, còn kêu thuộc hạ dạy dỗ Phật tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm, vô cùng kiêu ngạo. Hơn 20 năm trước, Tô Thần Binh của nhà họ Tô ở Côn Luân cũng mang theo một trụ cột của nhà họ Tô tham gia đại hội võ thuật, cảnh giới vô cùng cao, không có một thế thực nào dám làm đối thủ của họ. Không ngờ hôm nay, Tô Thương lại đi theo con đường cũ của Tô Thần Binh. Mặc dù tôi không có mặt ở đó, nhưng nghe người ta nói, vệ sĩ của Tô Thiếu Gia là một cô gái, hơn nữa dường như đã đạt tới cảnh giới võ thần lục địa. Một cô gái, đừng đùa chứ, người đó thực lực mạnh như vậy, ắt hẳn cũng phải là một lão quái vật sống hơn 300 tuổi rồi, có lẽ chỉ là nhìn hơi trẻ mà thôi. Được rồi, đừng bàn tán nữa, Minh Chủ lúc trước từng nói. Trước khi Tô Thiếu Gia bộc lộ ra thân phận thì Cửu Phong chúng ta cũng phải giữ bí mật, không thể để lộ ra thân phận của anh ấy. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Ở bên ngoài võ đang cổ trấn, ở nơi dừng chân của gia tộc Tây Môn. Tây Môn Long Ngâm đã quay trở lại phòng của mình, đang ngồi khoanh chân ở trên giường, mặt âm tình bất định. Nhưng mà, đáng nhắc tới là, biểu cảm của anh ta bây giờ, cũng không phải là đang quá tức giận. Tô Thương. Người này, lai lịch ắt hẳn không tầm thường, tuyệt đối không phải đến từ một gia tộc nhỏ. Tây Môn Long Ngâm suy tư một lúc, liền dặn dò nói, Long Tam, điều tra thân phận của Tô Thương xem, tôi muốn biết sốt cuộc anh ta có thân phận gì. Vâng, người bên cạnh vừa xuất hiện liền lập tức chắp tay lại đáp ứng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái bình thủy tinh, cung kính nói, Đại Thiếu Gia, đây là đan dược do Nhị Thiếu Gia gửi tới. Ừm, tôi biết rồi. Nếu nó đã cho anh rồi thì anh cứ giữ lấy, đồ đã đưa tới tận cửa, không dùng thì cũng phí. Tây Môn Long Ngâm nhìn thấy như vậy, liền nở một nụ cười nham hiểm, ý tứ thâm sâu cười nói, lão nhị à lão nhị, mua chuộc thuộc hạ của tôi, cậu còn quá non đấy. Còn nữa, mấy năm nay, tôi say mê Lan Diệu Y kỳ thực cũng chỉ là giả bộ, tôi chỉ là cố ý tạo ra một nhược điểm của bản thân mà thôi, khiến cho mọi người đều tưởng rằng Lan Diệu Y chính là điểm yếu của tôi. Tây Môn Long Ngâm cười nhạt nói, trên thực tế, Tây Môn Long Ngâm tôi chí tại luyện võ, tuyệt sắc giai nhân trong mắt tôi cũng chỉ như là mấy bộ xương được trang điểm mà thôi, ha ha ha. Tây Môn Long Ngâm, từ nhỏ đã sống ở gia tộc Tây Môn, lòng dạ thâm sâu, không hề kích động như biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà, vì để che giấu tai mắt của người khác, nên anh ta mới cố ý tiếp cận Lan Diệu Y, lấy lòng đối phương đủ kiểu, để trong mắt người ngoài. Anh ta như một con chó sai vặt của Lan Diệu Y. Nhưng trên thực tế, Tây Môn Long Ngâm căn bản không thích con gái, mục tiêu của anh ta chính là trở thành ông chủ của gia tộc Tây Môn, thống nhất giới luyện võ, chính là giống như Tô Vô Kỵ 100 năm trước vậy, trở thành một đại nhân vật chi phối toàn bộ Sơn Hà Nhật Nguyệt. Nếu như muốn được như vậy thì đầu tiên anh ta phải giải quyết người em trai ruột của mình, chính là Tây Môn Hổ Tiếu.
Tây môn hổ tiếu, tôi không thể không thừa nhận, thực lực và thiên phú của cậu có đủ tư cách để phân cao thấp với tôi. Tây môn long ngâm nhếch miệng lên cười, nhưng mà, mấy cái trò khỉ đó của cậu đều là trò chơi thừa của tôi mà thôi, trong mắt tôi, nó thật là non nớt mà. Đại hội võ thuật ngày mai, nếu như không có gì xảy ra thì cậu chắc chắn sẽ bị loại, ha ha ha. Tây môn long ngâm cười nói tiếp, vì để cho cậu cùng một bảng với thạch cửu thiên của vùng đất tế trời, người làm anh như tôi cũng đã tốn không ít tài nguyên mới mua chuộc được người bên trong. Thạch cửu thiên kia mặc dù nhìn thì chỉ là bán thần tông, nhưng đừng quên, anh ta là đến từ vùng đất tế trời, đã tiếp nhận truyền thừa của Thái Sơn, ắt hẳn sẽ có thần công của Thái Sơn. Tây môn long ngâm kiêng kỵ nói, thần công Thái Sơn, nghe nói có thể phá vỡ cực hạn của thân xác, khiến cho cơ thể trở nên to lớn lên gấp 10 lần, lúc thi triển, toàn thân đều sẽ trở nên vàng rực rỡ, thân thể như mình đồng da sắt, không gì phá vỡ được. Cho dù cậu có là thần tông trung kỳ thì e rằng cũng không có cách gì thắng được Thạch Cửu Thiên, cuối cùng chắc chắn sẽ bị trọng thương mà thôi. Tây môn long ngâm cười nham hiểm nói, mà ngay khi cậu đang bị thương nặng, thì sẽ rất khó để đột phá được trong đám người bị loại từ vòng loại đầu, do đó 8 vị trí còn lại, cậu nhất định cũng sẽ không vào được. Cứ như vậy, thì cậu lấy gì mà tranh chức ông chủ ở gia tộc Tây Môn với tôi chứ? Suy nghĩ đến đây, khóe miệng Tây Môn long ngâm nhếch lên, trong lòng lại tiếp tục bày mưu tính kế. Tiếp theo đó, anh ta nhắm mắt lại, bắt đầu điều dưỡng cơ thể. Lúc trước A Ly ra tay đã khiến anh ta bị thương nhẹ, cho nên phải nghỉ ngơi hồi phục thật tốt mới được, phải dùng trạng thái tốt nhất để tham gia đại hội võ thuật, tránh bị sứt đầu mẻ chán. Dù sao trong giới luyện võ, thiên tài vô số, cho dù là Tây Môn long ngâm thì cũng không dám sơ ý. Chấm chấm chấm. Lúc này, Tô Thương dựa vào cảm ứng của linh hồn tìm được khách sạn mà Thái Sơn thuê ở Võ Đang cổ trấn. Lúc này, Thạch Cửu Thiên, Tô Tinh Hà, Tô Du Du, Vương Phú Quý, một đám đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở đại sảnh. Trong đó, ở trong tay của Tô Tinh Hà và Tô Du Du còn cầm một viên đá hình tròn không đều, to bằng quả kiwi. Bác họ, mấy viên đá lồi lõm này rất quý sao, có thể bán được bao nhiêu tiền vậy ạ? Tô Tinh Hà nhìn viên đá, không nhịn được liền hỏi. Đương nhiên rồi, đây là tinh thạch núi Thái Sơn của bác đấy, Thái Sơn chính là vùng đất tế trời, là ngọn núi đứng đầu ngũ nhạc, người ta luôn có câu nói leo lên núi Thái Sơn để thấy được thiên hạ nhỏ bé, mà cả ngọn núi Thái Sơn, 500 năm mới có thể sinh ra được 2 viên tinh thạch thôi đó. Ngũ nhạc 5 quả núi lớn tiêu biểu ở 4 phương và vùng giữa Trung Quốc, Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Trung Sơn. Thạch Cửu Thiên ở bên cạnh cười giải thích, mang theo tinh thạch của núi Thái Sơn ở trên người, thì có thể tránh được bách bệnh, hơn nữa còn có thể thay đổi được thể chất, hiệu quả gấp mấy ngàn lần đá năng lượng. Về phần giá trị của nó, bác nhớ mấy năm trước, có người từng ra giá chục tỷ, muốn mua một viên tinh thạch, nhưng mà đã bị ông nội của bác từ chối. Thạch Cửu Thiên nói thêm. Giá chục tỷ. Tô Tinh Hà nghe đến đây, lập tức hai mắt sáng rực lên, ha ha ha, thiếu gia đây phát tài rồi, chỉ cần bán nó đi, thiếu gia đây lập tức trở thành tỷ phú rồi, đến lúc đó thiếu gia đây muốn di dân, đi đến nơi nào có thể lấy được nhiều vợ, thiếu gia đây muốn cưới 100 cô vợ, không, phải 200 cô. Cháu trai. Thạch Cửu Thiên giật nảy cả mình, vội vàng nói cái này không đùa được đâu. Tinh thạch của Thái Sơn quý giá vô cùng, cháu và cháu gái mỗi người một viên, cần phải cất kỹ. Tuyệt đối không được đem bán đi. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, nếu như bị ông nội của bác biết được, bác tặng tinh thạch cho các cháu, rồi còn bị cháu bán đi mất, thì ông ấy sẽ lột da bác mất. Xì. Tô Tinh Hà trợn mắt nhìn Thạch Cửu Thiên, bĩu môi nói, đó là chuyện của bác, liên quan gì đến cháu, đồ tặng cho cháu rồi, thì nó chính là của cháu, cháu muốn làm gì thì là quyền của cháu. Ặc. Thạch Cửu Thiên há hốc mồm. Không ngờ tới đứa cháu trai này của mình, tuổi còn nhỏ mà đã mặt dày như vậy. Tô Tinh Hà. Chính ngay lúc này, Tô Thương liền bước tới, trực tiếp giật lấy viên tinh thạch trong tay con trai, khiển trách nói, con to gan quá ha, quà do bác họ tặng mà con cũng dám bán, quá hỗn xược mà, từ giờ trở đi, thứ này thuộc về cha, cha giữ giúp con. Nói xong, Tô Thương nghĩ một cái, liền đem tinh thạch của núi Thái Sơn thu vào trong vòng tay chứa đồ của mình.
Cái vật hình tròn méo sẹo này anh vừa nhìn thì nhận ra ngay, cái gì mà tinh thạch núi Thái Sơn chứ, rõ ràng chính là thượng phẩm linh thạch mà. Không sai. Cái gọi là tinh thạch núi Thái Sơn này chính là thượng phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch ngang bằng với 1.000 viên đá hạ phẩm linh thạch. Cũng chính là nói, Tô Thương tự nhiên có được 1.000 viên đá năng lượng, đúng thoải mái con mẹ nó mà. Tô Tinh Hà nổi giận, nghiến răng nói cha, trộm cũng phải có đạo lý, cho dù cha là xã hội đen thì cũng không thể cướp đồ của con trai được, nhanh trả lại chục tỷ cho con. Vừa nói xong thì Tô Tinh Hà đã ra tay, dường như muốn cướp lại từ trong tay của Tô Thương. Nhưng Tô Thương giơ tay lên, ấn lên trên trán của Tô Tinh Hà, thế là thằng nhỏ liền liều mạng nhảy nhót loạn xạ, nhưng cũng đều không có cách gì tới gần được Tô Thương. Con hiểu cái rắm gì, thứ này không đơn giản đâu nha, là một vật đại hung đó, con còn quá nhỏ, không khuất phục được nó đâu. Tô Thương thoáng chút xấu hổ, hắng giọng một cái, rồi nghiêm trang nói, cha bằng lòng mạo hiểm tính mạng của mình để thay con trấn áp nó, thằng nhóc con không cảm kích cha thì thôi đi, còn muốn cướp về. Thật khiến cha quá thất vọng rồi, cha một lòng muốn tốt cho con thì lại. Hai, con biết bây giờ cha đang đau lòng biết bao nhiêu không? Tô Thương lộ ra vẻ bi thương nói. Con nhổ vào. Tô Tinh Hà lại không mắc bẫy cái trò này của Tô Thương, nghiến răng nói cha, đức hạnh của cha như nào con đây rõ hết nhé, giữa cha con chúng ta, còn giả vờ cái gì chứ, cha muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Anh em tốt thì phải rõ ràng, cha con cũng như vậy. Nào nào nào, chúng ta bàn chuyện giá tiền đi. Tô Tinh Hà ngừng nhảy nhót, ngồi bệt thẳng xuống đất ra giá nói, bác họ vừa nói rồi, tinh thạch của Thái Sơn có giá trị chục tỷ, cha muốn thì cứ đưa cho con 20 tỷ, không có thì trả lại cho con. Hai chục tỷ đúng không? Tô Thương nghe vậy, liền nở nụ cười hiền lành, chậm rãi đưa ngón tay ra. Cha, đừng búng vào đầu nữa được không, cứ búng như vậy sẽ khiến con ngu đi đó, con sai rồi. Đồ đó con cho cha là được rồi chứ gì. Tô Tinh Hà nhìn thấy vậy liền vội vàng nhận sai. Như vậy thì còn tạm được, Tô Thương hài lòng gật đầu. Cha! Lúc này, Tô Du Du ở bên cạnh, cũng đem tinh thạch núi Thái Sơn của mình chìa ra trước mặt Tô Thương, ngoan ngoãn cười nói, thứ đồ này con cũng không khuất phục được, cha giúp con trấn áp nó nhé. Du Du! Tô Thương sờ mũi, cũng không nói dối con gái nữa, anh thành thật nói, thật ra. Vừa rồi Tinh Hà nói không sai, cha. Cha không cần nói nữa, con biết cha cần nó, cha lấy đi. Tô Du Du ngọt ngào cười nói. Tô Thương nghe con gái nói như vậy thì anh lập tức nhận lấy tinh thạch Thái Sơn, cất nó vào chiếc vòng lưu trữ của mình. Đến thời điểm này, cả hai viên tinh thạch Thái Sơn đều đã vào túi của Tô Thương, tương đương với 2.000 viên đá năng lượng. Cảm ơn cha đã thay con giải quyết hung vật. Cha thật là lợi hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tô Du Du lộ ra một nụ cười. Đồng thời hai bàn tay nhỏ bé vỗ tay cho Tô Thương, ánh mắt nhìn Tô Thương giống như là nhìn một người anh hùng vô cùng lợi hại. Ha ha, con thật sự là con gái tốt của cha. Trong lòng của Tô Thương vô cùng ấm áp, ôm lấy con gái hôn một cái, tình cảnh vô cùng ấm áp. Thôi, quỷ nịnh bợ. Con mới không cần chơi với hai người, con đi tìm mẹ. Tô Tinh Hà bĩu môi, sau đó cậu bé lấy ba lô của mình rồi rời khỏi khách sạn. Cháu trai lớn, trễ như vậy rồi cháu định đi đâu vậy? Thạch Cửu Thiên muốn đuổi theo. Anh họ cả, anh không cần để ý tới nó, da thằng nhóc này rất dày, cứ tùy nó đi. Tô Thương khẽ cười nói, nơi này là cổ trấn Võ Đang, anh không cần lo về vấn đề an toàn. Với thần thức của Tô Thương, anh có thể bao trùm toàn bộ cổ trấn. Cho nên anh mới có thể yên tâm để Tô Tinh Hà một mình đi ra ngoài. Được rồi. Thạch Cửu Thiên gật đầu, ngược lại anh ta cười khổ nói, nhưng mà, em họ à, chuyện này là em không đúng. Hai viên tinh thạch Thái Sơn này là anh tặng cho cháu trai và cháu gái, em lấy đi thì không thích hợp cho lắm. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, hai đứa nó còn nhỏ, bây giờ hai đứa bắt đầu đeo thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt, em hãy tìm cơ hội trả lại cho hai đứa đi. Anh họ cả, tinh thạch Thái Sơn quý giá như vậy, hai đứa nó không thể giữ được, trước tiên em thay chúng đó giữ gìn. Tô Thương cười nói, vừa rồi anh cũng nhìn thấy rồi đấy, thằng nhóc Tô Tinh Hà kia muốn bán cái này đi đổi thành tiền cưới vợ, cho nên cho nó không phải là đang phung phí của trời sao.
Có lý. Thạch Cửu Thiên nghe vậy thì gật đầu nói, vậy được, cho em cũng giống nhau, dù sao đồ mà anh đã tặng cho nhà em là do dì Ngọc Yến đã nhờ anh tặng. Hả, anh họ cả, anh có ý gì, tinh thạch Thái Sơn này là mẹ em nhờ anh đưa sao? Tô Thương vội vàng hỏi. Đúng vậy. Thạch Cửu Thiên khẽ cười nói, anh biết được em có một đôi trai gái nên anh đã lập tức gọi điện thoại cho dì. Thật ra, hai viên tinh thạch Thái Sơn này có một viên là của anh, một viên khác là của dì. Thạch Cửu Thiên nói tiếp, tinh thạch Thái Sơn quý giá không có gì có thể sánh được, 500 năm mới có thể sản sinh ra hai viên. Hai viên 500 năm gần đây được sinh ra, viên thứ nhất cho dì Ngọc Yến, viên thứ hai là cho anh. Thạch Cửu Thiên tiếp tục nói, viên của dì Ngọc Yến kia dì đã sớm tặng cho anh, cho nên anh mới có hai viên. Vừa rồi trong điện thoại dì Ngọc Yến đã nhờ anh chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho hai đứa nhóc nhà em, cho nên anh đã cắn răng lấy tinh thạch Thái Sơn ra tặng, dù sao thứ đó cũng không có tác dụng gì với anh. Thạch Cửu Thiên nhắc nhở, Tô Thương, chuyện này tuyệt đối không được nói cho ông nội của anh biết, bây giờ ông ấy không có cảm tình gì với các em, nếu như ông ấy biết được thì anh sẽ rất thảm. Được. Anh họ cả cứ yên tâm, em sẽ không để anh phải khó xử. Tô Thương gật đầu, ngay sau đó anh không nhìn được nói, anh họ cả, anh có số điện thoại của mẹ em, anh có thể cho em nói chuyện với bà ấy được không? Chuyện này, Thạch Cửu Thiên khó xử, anh ta cười khổ nói, chuyện này sợ là không được, điện thoại nội bộ Thái Sơn chúng anh hầu như đều có thể bị nghe lén, anh sợ ông nội biết, em họ, thật ngại quá. Em hiểu rồi, không sao đâu. Em không trách anh. Tô Thương khẽ cười nói. Anh đã tính toán kỹ rồi, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, đầu tiên anh sẽ đến Thái Sơn, sau đó đến Côn Luân, chẳng mấy chốc anh sẽ gặp được bà ấy rồi, lúc này anh cũng không vội. Tốt, em họ, thời gian đã không còn sớm, em nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Thạch Cửu Thiên vừa cười vừa nói, đúng rồi, anh đã kiểm tra qua. Em ở tổ thứ 6. Vận may của em cũng không tệ, tổ thứ 6 không có thiên kiêu chân chính, nhưng mà có hai gã dự thi ở cảnh giới thần tông sơ kỳ, em phải thật đề phòng. Thạch Cửu Thiên dặn dò, trên lôi đài, không kể sống chết, em họ, em tuyệt đối không được cậy mạnh, nên cúi đầu thì cúi đầu, chỉ cần em đầu hàng, trọng tài ở ghế giám khảo sẽ ra tay cứu em. Em cứ làm hết sức là được, coi như là đi trải nghiệm đi, em yên tâm. Anh sẽ giành được hạng nhất, cứu dì Ngọc Yến ra. Thạch Cửu Thiên tràn đầy tự tin nói. Cảm ơn anh họ đã nhắc nhở. Tô Thương khẽ cười, ngược lại anh nghi ngờ nói, anh họ, em thấy anh chẳng qua mới chỉ là bán bộ thần tông, tại sao anh lại khinh thường khi nhắc đến thần tông sơ kỳ, hơn nữa còn chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Ha ha, em họ, vậy là em không biết rồi, có đôi khi, cảnh giới không có nghĩa lý gì, rất nhanh em sẽ biết là anh rất mạnh. Thạch Cửu Thiên làm một cái thắt hút đúng chỗ hấp dẫn nhất, sau đó anh ta cười nói, anh không nói chuyện với các em nữa, ngày mai gặp. Lưu lại một câu, Thạch Cửu Thiên ấn thang máy, đi thang máy lên lầu. Tô đại thiếu gia, xem ra anh họ của cậu không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ anh ta đang che giấu thực lực sao? Lúc này, Vương Phú Quý đi tới nói. Không có. Tô Thương lắc đầu, anh cười nói, anh ấy đúng là bán bộ thần tông. Hơn nữa vừa mới đặt chân lên cảnh giới này chưa được bao lâu. Quên đi, không nói về anh ta nữa, Vương Đại Thiếu gia gia, cậu xem cậu ở tổ mấy chưa? Tô Thương hỏi. Anh họ cả đã sắp xếp người thay tôi đi kiểm tra rồi, tôi ở tổ thứ 5, mạnh nhất cũng là thần tông sơ kỳ. Vương Phú Quý trả lời. Thần tông sơ kỳ à? Tô Dương hơi lo lắng nói, Vương Đại Thiếu gia, bây giờ cậu là luyện khí tầng 8. Gặp phải nửa bước thần tông thì có thể có sức mạnh để đánh một trận, nhưng thần tông sơ kỳ chỉ sợ là cậu sẽ thất bại thảm hại. Tôi biết, Vương Phú Quý cắn răng nói, nhưng tôi không muốn bị loại sớm như vậy, cùng lắm thì tôi cố gắng hơn chút, đêm nay đặt chân lên luyện khí tầng 9, đến lúc đó thì tôi có thể phân cao thấp với thần tông sơ kỳ rồi. Cậu không nên ép bản thân quá chặt, nếu như cậu bị loại, lại không có người bị loại khác giết ở bên ngoài giải đấu. Vậy thì cũng không cần lo lắng, Lưu Sở Điềm bên kia, tôi sẽ thay cậu xử lý. Tô Thương hứa hẹn, anh muốn Vương Phú Quý không cần phải quá áp lực. Cảm ơn Tô Đại Thiếu Gia, nhưng mà tôi muốn chứng minh bản thân.
Vương Phú Quý nói thật, trời cũng đã khuya lắm rồi, Tô đại thiếu gia, tôi đi tu luyện đây. Được, tốt, Tô Thương gật đầu. Cháu gái lớn, ngày mai gặp. Vương Phú Quý cười vẫy tay với Tô Du Du, sau đó cũng đi thang máy lên lầu. Lúc này, trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thương và Tô Du Du. Về phần Ali, lúc đầu ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ mới xuất hiện. Ali, em có thể nhìn ra chỗ đặc biệt của Thạch Cửu Thiên không? Tô Thương tò mò hỏi. Ali đầu tiên là lắc đầu, sau đó cô ấy nói, chủ nhân, cảnh giới của anh họ cả của chủ nhân thật sự bình thường, nhưng mà khí huyết trong cơ thể của anh ta quá dồi dào rồi, nhiều đến kinh người, cụ thể thì em không rõ, nhưng hẳn là có liên quan đến khí huyết. Tôi cũng có cảm giác này. Tô Thương khẽ cười, xem ra giới cổ võ thật không đơn giản, các thiên kiêu nói vậy thì đều có lá bài tẩy của mình. Có điều, con bài chưa lật này, tôi cũng có, hơn nữa, tôi chính là chưa bao giờ thiếu con bài chưa lật. Tô Thương cười, sau đó anh ôm Tô Du Du, đi vào thang máy với Ali. Thạch Cửu Thiên đã sắp xếp xong phòng cho bọn họ, có nhân viên dẫn đường, ba người Tô Dưỡng đã nhanh chóng đến chỗ rẽ vào phòng ở tầng 5. Cha tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái nha, hì hì, ngày mai con sẽ cho cha một ngạc nhiên. Vào phòng, Tô Du Du bỗng nhiên thần bí cười nói. Bất ngờ gì, Tô Thương cười nói. Điều bất ngờ mà, con mà nói ra thì không còn hiệu quả nữa rồi. Tô Du Du ngáp, sau đó cô bé ấy nói cha, Du Du rất buồn ngủ, con muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Ha ha, được, để chị Ali tắm cho con nhé. Tô Thương nói, sau đó anh nhìn Ali. Dạ vâng, em cảm ơn chị Ali. Miệng Tô Du Du vô cùng ngọt, rõ ràng là nói chuyện rất hợp với Ali. Sau khi Tô Du Du tắm rửa xong, cô bé ấy nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong lòng Tô Thương. Ngay sau đó, Tô Thương ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, còn Ali thì ở bên cạnh bảo vệ. Trúc cơ! Ha ha, có hai viên tinh thạch thái sơn này. Bất kỳ lúc nào mình cũng có thể bước vào trúc cơ, vừa vào trúc cơ thì sẽ tương đương với võ thần lục địa trong thế hệ cổ võ xưa. Nếu như trên lôi đài của đại hội võ thuật trăm tông phái, mình thật sự gặp phải đối thủ không thể đánh bại được, vậy thì mình sẽ dùng cái này. Tối nay, các đại thiên kiêu của giới cổ võ, tất cả đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho đại hội võ thuật trăm tông phái ngày mai. Tất cả mọi người đều biết. Chỉ cần lấy được vị trí hạng nhất thì bọn họ sẽ trở thành cổ võ minh chủ, nắm giữ thế giới. Đây không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là vinh quang của tông môn, mỗi người dự thi để sẽ dốc hết toàn lực để đấu. Tất nhiên rồi, phần lớn trong lòng người dự thi để biết rõ, bản thân chỉ là chạy theo, bọn họ tuyệt đối vô duyên với vị trí hạng nhất. Đại hội võ thuật trăm tông phái năm nay, hạng nhất đã được định trước là người từ những danh sơn mạnh mẽ. Đại hội võ thuật trăm tông phái sắp tới khiến cho tất cả mọi người đều nghiêm túc lên, thế nên cũng không có ai theo dõi chuyện xảy ra ở lầu Cảnh Xuân kia. Nhưng trong những người theo đuổi, Lan Diệu Y kia lại âm thầm nhớ kỹ tên của Tô Dương. Giờ phút này, Giang Bắc, trang viên nhà họ Tô, mật thất dưới lòng đất. Cái gì, Tô Thương đến võ đang tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái rồi. Tô Thần Binh từ trong miệng Tô Dực Cân biết được Tô Thương đã đi đâu, ông ta lập tức vô cùng lo lắng, cái thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy mà nó cũng không biết bàn bạc với cha nó một tiếng. Đại hội võ thuật trăm tông phái là nơi nó có thể tham gia sao, nếu để cho những tông phái đã tham dự vào chuyện tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân biết được thân phận của nó chắc chắn sẽ chết. Tô Thần Binh tức giận nói, Dực Cân cũng thật là... Thằng em nó đã đến Kinh Đô rồi nó mới gọi điện thoại nói tin này cho chúng ta biết, nếu như nó nói sớm hơn thì chúng ta đã có thể ngăn cản Tô Thương rồi, bây giờ thì đã chậm, nói vậy Tô Thương đã đến núi Võ Đang rồi. Được rồi. Tô Kiền Khôn nói, đừng oán giận nữa, Tô Thương không giống như là người lỗ mãng, nếu nó đã đến núi Võ Đang thì nó tự có chừng mực. Không phải trong điện thoại Dực Cân đã nói rồi sao, Tô Thương đã nói cho nó biết. Thằng nhóc kia còn có một con bài chưa lật, con bài này có thể khiến toàn bộ giới cổ võ khiếp sợ. Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thần Binh, ông ấy nói tiếp, năm đó không phải con cũng là như vậy sao, dẫn theo những thành viên nòng cốt còn lại của nhà họ Tô chúng ta, dám lừa cha tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Tô Thương không hổ là con của con, thật tình,
hai cha con các con đều không thể khiến cha bớt lo lắng. Tô Kiền Khôn cắn răng nói. Cha, không phải chúng ta đang nói về Tô Thương sao, làm sao lại chuyển đến trên người con rồi? Tô Thần Binh cười khổ nói, hơn nữa, con không giống với Tô Thương, con có người nhà họ Tô che chở, đương nhiên con sẽ không sợ, thằng nhóc Tô Thương kia tự cho là đã biết trước, ai mà có thể tin được, có lẽ chuyến đi này sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Được rồi, cha, thương thế của vị kia nhà họ Tô chúng ta bây giờ như thế nào rồi? Tô Thần Binh dò hỏi, con nhớ lần trước bà ấy từng ra ngoài, nói bản thân ít ngày nữa sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chuyện này là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật. Bà già này chưa từng lừa gạt mấy người. Tô Kiền Khôn chưa kịp trả lời, đúng lúc này một giọng nói già nua vang lên. Ngay sau đó, một cụ già với tấm lưng còng đi ra từ trong bóng tối, là một bà lão. Trên mặt bà ấy đầy nếp nhăn, hốc mắt hãm sâu. Hàm răng đều đã rụng hết rồi. Nếu như Tô Thương nhìn thấy bà ấy, nhất định anh sẽ vô cùng khiếp sợ, bởi vì bà lão này, chính là, dì Phù. Không sai. Người vợ đột nhiên đi ra này, chính là người hầu của nhà họ Tô, dì Phù. Xin chào tiền bối Phù Dung. Sau khi Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nhìn thấy dì Phù thì hai người nhao nhao hành lễ, cũng không hề quan tâm đến thân phận chủ nhân. Cho nên hai người không hề lạnh nhạt với dì Phù. Dì Phù đã thay đổi dáng vẻ cười đùa ngày xưa, bà ấy đứng chắp tay, mặt không hề có biểu cảm, khẽ gật đầu, bày ra phong thái của một cao thủ linh ly. Bà ấy tên là Phù Dung, là một trong 10 đại cao thủ do Tô Vô Kỵ bồi dưỡng ra. Thực lực kinh khủng phi phàm, bà ấy đã sớm đặt chân vào cảnh giới võ thần lục địa năm đó, bà ấy chính là người đã che chở cho Tô Kiền Khôn trốn khỏi núi Côn Luân. Cũng là bà ấy đã hộ tống bảo vệ Tô Thần Binh, vì vậy hơn 20 năm trước, Tô Thần Binh mới dám tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, đồng thời cũng hoàn hảo đi ra. Chỉ có điều, cho dù mạnh như võ thần lục địa thì bà ấy vẫn không thể chống lại được sự tấn công từ kịch độc của lão độc vật. Năm đó hai người Phù Dung và Thạch Ngọc Yến phải dùng hết công lực để loại bỏ mới có thể miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của Tô Thần Binh. Sau khi loại bỏ, dì Phù lập tức trở thành người bình thường, vẫn luôn ở trang viên của nhà họ Tô. Nhưng mà bà ấy không chịu ngồi yên, luôn bận trước bận sau, bà ấy không chỉ trồng một mảnh lớn rau thơm trong trang viên, mà còn thường xuyên chăm sóc cho Tô Thương, có thể nói, bà ấy đã chăm sóc Tô Thương lớn lên. Khi Tô Thương còn bé, bà ấy thường thay tã cho Tô Thương, thậm chí còn từng nhai nát thức ăn cho Tô Thương ăn, có thể nói là bà ấy đã chăm sóc anh chu đáo. Tiền bối Phù Dung, thực lực của bà, lúc này, Tô Thần Binh muốn nói lại thôi hỏi. Đã hoàn toàn khôi phục rồi. Dì Phù thành thật trả lời, đồng thời bà ấy giải phóng khí tức. Một giây kia, không gian chấn động, ánh đèn trong mật thất dưới lòng đất đều nhấp nháy trong nháy mắt. Võ thần lục địa, thật quá khủng bê ố. Chúc mừng tiền bối Phù Dung, lần nữa trở lại cảnh giới võ thần. Tô Thần Binh kích động chúc mừng. Sau đó ông ta nghi ngờ nói, tiền bối Phù Dung, không phải bà vì cứu tôi mà bị trúng độc sao, tại sao lại đột nhiên? Cái này thì phải cảm ơn cô bé ở núi Cửu Phong kia. Dì Phù lộ ra một nụ cười. Cô bé ở núi Cửu Phong, Tô Thần Binh càng thêm nghi ngờ, tiền bối Phù Dung, bà đang nói ai? Thiên Sơn Tuyết, cô bé đó còn có một tên khác, là Giang Tuyết Nhi. Dì Phù khẽ cười nói, đoạn thời gian trước, cô bé tìm tôi. Nói là muốn mượn thân phận của tôi dùng một chút, sau đó cô bé sẽ giúp tôi khôi phục lại thực lực đỉnh phong, bà già này đương nhiên là đồng ý rồi. Vì vậy bà già này dùng chút thủ đoạn, để cho cô bé đó dịch dung thành dáng vẻ của tôi, còn về phần con bé muốn làm cái gì thì bà già này hoàn toàn không biết. Dì Phù cười nói, nhưng mà, chuyện của cô bé kia và Tô Thương thì tôi đã sớm nghe qua, nhìn dáng vẻ của cô bé đó, tâm tư đều ở trên người của Tô Thương. Có lẽ là xấu hổ khi gặp Tô Thương, cho nên cô bé mới dùng thân phận của tôi để đi tìm Tô Thương. Nghe dì Phù nói như vậy, Tô Thần Binh lập tức nhớ lại, khoảng thời gian trước dì Phù quả thật đã xuất hiện ở biệt thự ven sông. Chỉ là Tô Thần Binh tuyệt đối không nghĩ tới, dì Phù kia là do Thiên Sơn Tuyết đóng giả. Chuyện này không đúng, tiền bối Phù Dung, để có thể giúp bà khôi phục thực lực, chuyện đó khó như lên trời. Tại sao Thiên Sơn Tuyết có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà giúp bà? Tô Thần Binh trăm nghìn câu hỏi không thể giải thích được.
ha ha, có thể là bởi vì chúng ta đều thích ăn rau thơm, có lẽ là nể mặt Tô Thương, hoặc có lẽ, lần đó cô bé đến Giang Bắc chính là vì muốn giúp tôi, để nhà họ Tô có thể một thành viên mạnh mẽ. Dì Phù suy đoán, sau đó bà ấy cười nói, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, bây giờ thực lực của tôi quả thật đã khôi phục lại. Hai người vừa mới nói, Tô Thương đến núi Võ Đang rồi. Địa điểm của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái năm nay là ở núi Võ Đang sao? Dì Phù hỏi. Đúng vậy, Tô Thần Binh khách sao trả lời. Được, tốt, đã như vậy thì bà già này sẽ đến núi Võ Đang xem. Hơn 20 năm trước, tôi có thể bảo vệ cậu toàn vẹn trở ra từ Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái. Bây giờ, tôi cũng có thể bảo vệ tốt con trai của cậu. Dứt lời, bóng dáng của dì Phù ngay lập tức biến mất, chỉ để lại Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh chố mắt nhìn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã đến ngày hôm sau. Buổi sáng. Sáng sớm, Tô Thương đã nhận được điện thoại của Trương Trọng Ngu. Điện chủ, thuộc hạ đã tiêu diệt toàn bộ các thế lực nhất đẳng đã liên hợp lại gây áp lực lên Dược Vương Điện. Trong điện thoại, Trương Trọng Ngu một mực lễ phép nói, bây giờ thuộc hạ sẽ đến cổ trấn Võ Đang, ngài đang ở đâu, thuộc hạ sẽ đến tìm ngài để nói chuyện chi tiết về Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái. Tôi ở khách sạn Thái Sơn, cậu đến đấy đi. Tô Thương gật đầu, đồng thời anh nói ra số phòng. Vâng. Sau đó, Trương Trọng Ngu cúp điện thoại. Không lâu sau, Trương Trọng Ngu đã đến khách sạn Thái Sơn. Tô Thương sợ làm phiền đến con gái. Cho nên anh đã ra ngoài để nói chuyện với Trương Trọng Ngu. Thuộc hạ trình diện điện chủ, Trương Trọng Ngu nhìn thấy Tô Thương, cậu ấy cung kính hành lễ. Cậu không cần phải khách khí. Tô Thương khẽ nâng tay, sau đó anh hỏi, những thế lực nhất đẳng kia là do gia tộc Tây Môn sai khiến sao? Cậu thanh trừ những thế lực kia, gia tộc Tây Môn sẽ biết được tin đầu tiên, bọn họ đã phản ứng như thế nào? Đương nhiên là bọn họ vô cùng tức giận. Trương Trọng Ngu cười nói, nhưng mà, dù sao chuyện này cũng không thể phơi bày ra bên ngoài ánh sáng, mặc dù gia tộc Tây Môn rất tức giận thì bọn họ cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, bọn họ kiêng kỵ ba thế lực lớn là vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển và vùng núi nơi thâm sâu vân vụ. Hơn nữa, hôm nay là Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, sau khi Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái thì vẫn còn có những danh sơn tiếp tục khiêu chiến. Trương Trọng Ngu nói tiếp, cho nên gia tộc Tây Môn vẫn chưa có hành động gì, nhưng mà sau chuyến đi đến Võ Đăng này, có thể bọn họ sẽ tìm mọi cách để đối phó với Dược Vương Điện chúng ta. Tô Thương gật đầu, sau đó anh cười nói, yên tâm đi, bọn họ không có cơ hội đó đâu. Sau khi rời khỏi Võ Đăng, tôi sẽ đến Thái Sơn trước, sau đó huyết tẩy Côn Luân, báo thù cho mối thù diệt môn của nhà họ Tô. Trương Trọng Ngu nghe anh nói như vậy thì vô cùng kích động, vẻ mặt cũng hưng phấn lên. Cậu ấy cảm nhận được điện chủ rất mạnh, trong lòng cậu ấy vô cùng phấn khích, Dược Vương Điện cuối cùng cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác, có thể đứng vững rồi. Cha ơi! Đúng lúc này, Tô Du Du với mái tóc rối bù, xoa đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ đi ra từ trong phòng. Con gái bảo bối, sao con không ngủ thêm một lát nữa? Tô Thương trực tiếp bế Tô Du Du lên, yêu chiều cười nói. Con không muốn. Tô Du Du thần bí cười nói, trời sáng rồi, hôm nay con muốn cho cha một ngạc nhiên. Du Du, hôm qua con đã nhắc đến rồi, rốt cuộc ngạc nhiên kia là cái gì, bây giờ con có thể nói không? Tô Thương ôn nhu hỏi. Không được, đợi chút nữa cha sẽ biết thôi. Tô Du Du không chịu nói. Con bé này, còn học được chiêu thừa nước đục thả câu. Tô Thương giơ tay xoa sống mũi cao thẳng của con gái, lộ ra một nụ cười cưng chiều. Tô đại thiếu gia, cậu nhanh lên đi, hơn 8 giờ rồi, tôi nghe nói trận đấu đầu tiên của Bách Tông sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Lúc này, Vương Phú Quý đi ra từ trong, vội vàng thúc giục, chúng ta ở xa chạy đến, nếu như bởi vì đến trễ mà bị loại thì thật là mất mặt. Ha ha, Tô Thương khẽ cười, sau đó ánh mắt của anh rơi trên người Vương Phú Quý, anh lập tức kinh ngạc, mẹ kiếp, Vương đại thiếu gia, cậu đã đến luyện khí tầng 9 rồi. Đúng vậy. Vương Phú Quý oán giận nói, tầng 9 thật khó, mẹ kiếp, ông đây khổ sở tu luyện suốt một đêm, vừa mới đột phá lên được. Chấm hỏi. Mẹ kiếp, cậu ấy chỉ một đêm mà đã đột phát được, bây giờ còn oán giận, đây không phải là đang đả kích người ta sao?
cậu không hổ là thái ly kiếm thể, tốc độ tu luyện không thể không phục mà. Tô Thương cười khổ. Vương Phú Quý có thể chất đặc thù, cho dù ở huyền thiên tiên vực thì cũng thuộc về sự tồn tại đỉnh cao. Với tư chất của cậu ấy, luyện khí tầng 8 tu luyện một đêm ở huyền thiên tiên vực rồi đột phá lên trúc cơ cũng không tính là vấn đề. Mặc dù linh khí trên địa cầu mỏng manh, nhưng Vương Phú Quý lại sở hữu một cánh tay thượng cổ. Bên trong cánh tay kia chứa một lượng linh khí lớn, cho nên Vương Phú Quý mới dễ dàng lên cấp. Tô đại thiếu gia, bây giờ tôi rất mạnh đấy. Nếu như tôi gặp phải thần tông sơ kỳ thì tôi có thể giết được hay không? Lúc này, Vương Phú Quý hưng phấn hỏi. Không hề khó khăn. Tô Thương nghiêm túc suy nghĩ, sau đó anh nói, khó khăn không lớn, công pháp tu luyện của cậu là bát cửu thiên công, cậu còn nắm giữ kiếm thuật luân hồi. Hơn nữa bên trong cánh tay thượng cổ ẩn chứa kiếm ý, nếu cậu gặp phải thần tông sơ kỳ thì cậu có thể nhẹ nhàng đánh thắng. Tô Thương lại nói tiếp, thậm chí cậu cũng có thể phân cao thấp với thần tông trung kỳ, còn về phần thắng thua thì cái này tôi không thể nói được. Đương nhiên, nếu như cậu đồng ý để tôi luyện chế kèn Sona của cậu, biến nó thành kiếm vương quyền, vậy thì cậu có thể giết chết thần tông trung kỳ. Tô Thương cười bổ sung, anh cũng không khuyên Vương Phú Quý nữa. Từ sau khi biết chuyện của mẹ Vương Phú Quý, Tô Thương không còn khuyên Vương Phú Quý nữa. Chuyện năm đó đã tạo thành một vết thương khá lớn trong lòng của cậu ấy cần thời gian để từ từ điều chỉnh lại. Thật sao? Đột nhiên Vương Phú Quý hỏi, Tô đại thiếu gia, nếu tôi chỉ dùng kiếm thì tôi có thể đánh bại cậu không? Ha ha, Tô Thương cười, ngược lại anh lắc đầu nói, không thể. Vậy quên đi, tôi cảm thấy kèn Sona rất tốt, phù hợp với khí chất quý tộc của tôi. Vương Phú Quý không có hứng thú với kiếm. Đồng thời trong đầu vừa niệm, một chiếc kèn Sona lập tức xuất hiện trong tay cậu ấy. Ngay sau đó, Vương Phú Quý nghiêm túc nói, thật ra, chiếc kèn Sona vương quyền này cũng rất trâu bò, hôm nay tôi sẽ dùng chiếc kèn Sona này để nói cho thế giới biết, thế nào là nhạc khí đứng đầu. Chấm hỏi. Tô Thương hết chỗ nói, hai mặt nhìn nhau với Trương Trọng Ngu bên cạnh, hai người không biết nên nói cái gì cho phải. Chú Phú Quý. Chú biết thổi kèn Sona sao? Nhưng mà, Tô Du Du lại đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy. Vương Phú Quý gật đầu, cậu ấy kích động cười nói, cháu gái lớn, cháu cảm thấy hứng thú với kèn Sona sao? Đúng vậy, cháu thích ăn tiệc, mỗi lần nghe thấy tiếng Sona, cháu đều cảm thấy rất vui vẻ. Tô Du Du ngây thơ nói. Chính là, từ thuở xa xưa, sinh lão bệnh tử, thăng quan phát tài, chuyện nào có thể thiếu đi kèn Sona chứ? Vương Phú Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, ra đời chết đi, chỉ có kèn Sona, nếu không, tại sao lại có trăm loại nhạc khí, mà kèn Sona lại làm vua thuyết pháp? Đúng vậy, chú Phú Quý nói đúng, cái gì mà đàn dương cầm, đàn violon, saxophone chứ, những nhạc cụ đó đều vô cùng yếu ớt, cháu không thích chút nào. Tô Du Du nói thật, cháu cảm thấy kèn Sona rất êm tai. Mỗi lần cháu nghe được âm thanh của kèn Sona thì cháu đều mang theo một cái túi nhỏ, ngồi đợi mở tiệc, kèn Sona là nhạc khí êm tai nhất thế giới. Ha ha, không hổ là cháu gái lớn của chú, thật có ánh mắt, cháu thật sự là tri âm của chú mà. Cha cháu không được, người thô bỉ như vậy, căn bản là không thưởng thức được nhạc khí cao quý như kèn Sona. Vương Phú Quý nói khoác, nhớ năm đó, lúc chú học ở Học viện âm nhạc của quốc gia F. Vương tử quốc gia F đã đích thân chạy đến ký túc xá của chú, một phen nước mắt nước mũi, quỳ xuống cầu xin chú dạy anh ta thổi kèn Sona. Nhưng độ khó của việc thổi Sona quá cao, vị vương tử kia là nhạc công đàn dương cầm cấp 10, phổ nhạc khó nhất anh ta cũng có thể biểu diễn, từng đứng trên cùng sân khấu với Lãng Lãng, có điều không bằng Lãng Lãng. Nhưng anh ta học thổi kèn Sona 2 năm, đương nhiên là không có cơ sở, ngay cả những bản nhạc đơn giản nhất cũng không thể thổi được. Vương Phú Quý khinh bỉ nói, từ chuyện này chú nhìn ra, cái gì mà đàn dương cầm, chỉ là đồ chơi của con nít thôi, muốn nghe âm nhạc chân chính thì phải xem kèn Sona tổ truyền của nước Hoa chúng ta. Ôi, chú Phú Quý nói hay thật đấy. Hai bàn tay nhỏ của Tô Du Du vỗ tay cho Vương Phú Quý. Cháu gái lớn của chú, đúng là tri âm khó gặp nha. Vương Phú Quý đỏ mắt, nhìn sang Tô Du Du, nước mắt giàn giụa nói, chờ đến ngày cháu lấy chồng. Chú Phú Quý sẽ thổi cả ngày khúc bách điểu triều thượng cho cháu cả một ngày luôn. Ngụ ý hôn nhân mỹ mãn. Wow,
Cảm ơn chú Phú Quý ạ. Cút ngay đi. Tô Thương dùng một chân đạp Vương Phú Quý, rồi ôm chặt lấy Tô Du Du, nghiến răng nghiến lợi nói, con gái của tôi còn nhỏ, tên khốn kiếp nhà cậu đã nghĩ đến lúc nó lấy chồng, muốn ăn đòn đúng không? Du Du hiểu chuyện, xinh đẹp như vậy, lại là chi kỷ của tôi, trên đời này không ai có tư cách cưới con bé đâu. Tô Thương tức giận nói, cậu còn dám đùa kiểu này nữa à, tôi giẫm nát chiếc kèn ngay trước mặt cậu, để cậu khóc một thể luôn nhé. Không biết vì sao, khi nghe thấy Vương Phú Quý nhắc đến việc Du Du lấy chồng, trái tim Tô Thương bỗng nhiên như bị dao cứa, vô cùng khó chịu. Giống như là mình đã trồng ra được một củ cải trắng, rồi bị heo ăn mất ấy. Tuy Du Du mới chỉ có mấy tuổi, nhưng lấy chồng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, Tô Thương càng nghĩ càng khó chịu. Đừng đừng đừng, Tô đại thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không thổi bách điểu triều phượng nữa. Bỗng Vương Phú Quý nhìn thấy sự khó chịu của Tô Thương, còn nói nặng lời hơn thế, đến lúc đó tôi sẽ đại xuất tấn, lại thổi cả đại bi điều, để tặng cho nỗi nhớ nhung của cậu dành cho Du Du. Cái này còn tạm được, Tô Thương nghe vậy, trong lòng mới thoải mái một chút. Cha, Tô Du Du ghé vào trong ngực Tô Thương, ngẩng đầu nhìn anh ấy, đôi mắt đẹp sáng long lanh, nghiêm túc nói, Du Du không lấy chồng, Du Du muốn ở với bố mẹ mãi mãi cơ. Con nói thật chứ? Lòng Tô Thương bỗng yếu mềm, vội vàng vuốt đầu con gái, đồng thời duỗi ngón út ra, cười nói, vậy chúng ta ngoắc tay, 100 năm cũng không thay đổi. Ngoắc tay lên xuống, 100 năm cũng không thay đổi. Tô Du Du cũng duỗi ngón út ra như vậy. Ha ha ha! Tâm trạng của Tô Thương, bỗng càng thêm vui vẻ. Thôi đi, cháu gái. Vương Phú Quý lẩm bẩm một câu, đồng thời thầm nghĩ, đợi mình quay về, sẽ cùng Lưu Sở Điềm sinh một cậu con trai, đến lúc đó Du Du chính là con dâu của mình, Tô đại thiếu gia, cậu buồn dần đi là vừa. May là Vương Phú Quý không nói ra, nếu để Tô Thương biết cậu ấy có ý nghĩ này, thì sẽ đánh cho cậu ấy một trận liệt người luôn ấy. Sau đó, thời gian không còn nhiều nữa, Tô Thương và một đám người không hề dừng lại, mà đi một mạch đến đại hội võ thuật trăm phái luôn. Đáng nhắc tới chính là, Thạch Cửu Thiên đã ủy thác cho Tô Thương quản lý quán rượu, cậu ấy muốn đi thăm Tam Sư Thúc, cho nên đã lên núi Võ Đang rồi. Đám người của Tô Thương, do Trương Trong Ngu dẫn đầu, đi xuyên qua từng con đường. Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng tới được núi Võ Đang. Nơi này không phải khu du lịch núi Võ Đang, mà du khách bình thường có thể ra vào được, đây chỉ là một phần của núi Võ Đang thôi. Núi Võ Đang thực sự thì du khách không cách bước chân vào được. Hơn nữa Thiên Cơ Môn, cũng trú tại khu vực bí ẩn của núi Võ Đang, nơi này không mở cửa cho người ngoài. Bên ngoài cửa núi của Thiên Cơ Môn, có một mảnh đất trống, to diện tích khoảng hai cái sân bóng lớn. Vì đảm nhận đại hội võ thuật trăm phái lần này, mà Thiên Cơ Môn cấp tốc đẩy nhanh tiến độ, xây dựng ba cái đấu trường, cao khoảng hơn 2 mét. Giờ phút này, xung quanh ba đấu trường lớn ấy, đã kín người ngồi hết rồi. Các thiên tài của các thế lực lớn, tất cả đều tụ họp hết ở đây, chờ đại hội sắp bắt đầu. Quy tắc của đại hội võ thuật trăm phái, thì Thiên Sơn Tuyết đã nói rồi. Vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp, là đem tất cả người dự thi, chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng đấu khoảng 48 người. Chỉ có người đứng đầu bảng đấu, mới có thể trực tiếp thăng cấp. Còn những người khác, cũng sẽ không bị loại ngay lập tức, mà tiến vào khu chờ. Những người của khu chờ này, sẽ được chia thành 8 bảng đấu, quy tắc vẫn như cũ, người đứng đầu bảng thì sẽ thăng cấp. Cuối cùng 8 người dự thi được hồi sinh, và lúc 12 người lúc trước, tổng cộng là 20 người, sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Vì để tiết kiệm thời gian, cho nên Thiên Cơ Môn đã xây dựng 3 cái đấu trường. Bảng đấu thứ nhất đến bảng đấu thứ tư, ở bên trái lôi đài, lần lượt ra sân. Người dự thi của bảng đấu thứ 5 đến bảng đấu thứ 8, thì hội sẽ phân thắng bại ở giữa đấu trường. Bảng đấu thứ 9 và bảng đấu thứ 12, sẽ thay nhau lên bên phải đấu trường. Ba đấu trường, tiến hành cùng một lúc. Nói cách khác, thì người dự thi của bảng đấu thứ nhất, thứ 5, thứ 9, 9 giờ sẽ ra trận, lần lượt theo các bên trái phải giữa của đấu trường. 9 giờ 10 phút, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Bây giờ đã biết. Vương Phú Quý ở bảng đấu thứ 5, Thạch Cửu Thiên ở bảng đấu thứ 9, còn Tô Thương thì ở bảng đấu thứ 6.
Vương Phú Quý và Thạch Cửu Thiên đều sẽ bước lên đấu trường vào lúc 9 giờ, một người bước vào giữa, một người thì bước vào bên phải của đấu trường. Còn Tô Thương thì phải chờ sau khi bảng đấu thứ 5 của Vương Phú Quý phân thắng bại, mới có thể bước lên giữa lôi đài, tranh đấu với thiên tài của bảng đấu thứ 6. Khi một đám người của Tô Thương chạy đến, vừa chuẩn 9 giờ, thiên tài của bảng đấu thứ 5 cũng dập dịch bước vào giữa đấu trường. Tô đại thiếu gia, tôi lên đó đây, phấn khích quá đi mất. Vương Phú Quý thoáng chút luống cuống. Ha ha! Tô Thương cười động viên nói, Vương đại thiếu gia, tự tin lên một chút, cậu là người tu chân luyện khí tầng thứ 9 đấy, tự tin chắc chắn sẽ thắng. Ừ! Vương Phú Quý nghiêm túc gật đầu, nghiến răng tự động viên chính mình nhất định có thể làm được, cô nàng bạo lực kia ơi, đợi tôi trở về nhất định sẽ hỏi cưới cô. Sau đó, Vương Phú Quý liền nhìn kỹ Tô Thương, tay cầm kèn bước lên ở giữa lôi đài. Tô Thương thì nắm tay Tô Du Du, đứng ở trong đám người, còn ánh mắt của anh ấy, thì dừng lại trên chỗ ngồi trên cao ở phía xa. Ba đấu trường ngay phía trước, có 10 cái ghế tựa dày công thiết kế, khí chất rầm rộ, vô cùng khí chất. Trên ghế ngồi, chính là 10 trọng tài của Đại hội Võ thuật Trăm Phái năm nay, phụ trách trông coi nắm giữ toàn hiện trường. Hơn nữa trong những tên trọng tài này, có một người quen, chính là Thiên Sơn Tuyết. Với tư cách là minh chủ của núi Cửu Phong, một trong những thế lực lớn của giới luyện võ, đương nhiên Thiên Sơn Tuyết sẽ có tư cách làm minh chủ rồi. Trừ Thiên Sơn Tuyết ra, còn có một người, mang đến cho Tô Thương cảm giác quen thuộc. Đó là một ông lão tóc trắng phơ, trên người khoác áo đạo sĩ, cốt cách như một vị thần, nhìn qua tuy không giận dữ nhưng lại rất uy phong. Người này chính là Thạch Hạo Hãn Sơn chủ của núi Thái Sơn. Tuy Tô Thương chưa từng gặp ông ấy, nhưng vì là máu mủ ruột thịt, nên anh ấy luôn cảm thấy người này rất quen thuộc. Khi Tô Thương dò xét Thạch Hạo Hãn, thì ánh mắt của Thạch Hạo Hãn cũng dừng lại trên người của Tô Thương. Bù! Ánh mắt của hai người chạm vào nhau ngay giữa không trung, khuôn mặt trầm lặng như nước, trong mắt không có chút nào sắc thái. Trương Trọng Ngu, người kia là ai vậy, ông có biết không? Một lát sau, Tô Thương dò hỏi. Thưa điện chủ, Trương Trọng Ngu nhìn Thạch Hạo Hãn một cái, rồi thận trọng nói, ông lão kia chính là Thạch Hạo Hãn Sơn chủ của núi Thái Sơn. Hóa ra là ông ấy, ha ha, chả trách lại cảm thấy quen thuộc. Tô Thương nghe vậy, hai mắt híp lại, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Đối với Thạch Hạo Hãn, trong lòng Tô Thương không có một chút thiện cảm nào hết. Bởi vì theo như anh thấy thì, chính là người ông ngoại chưa từng gặp mặt này đã khiến cho anh cứ tưởng mình là một người nhà tan cửa nát vậy. Tuy về sau mới biết được, mẹ mình không chết, nhưng vẫn không cách nào gặp lại được mẹ. Vùng núi tế trời, cứ chờ đấy, rất nhanh tôi liền sẽ đặt chân đến, để đại náo một trận. Tô Thương liên tục cười lạnh lùng, rồi giơ ngón tay cái về phía Thạch Hạo Hãn, lắc lên lắc xuống, sau đó dùng sức ấn xuống phía dưới hai lần, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Làm càn! Thằng nhãi con này, dám vô lễ với mình thế cơ à? Thạch Hạo Hãn ngồi phía trên cao, từng gặp Tô Thương, đương nhiên sẽ nhận ra Tô Thương là đứa cháu ngoại ngang bướng của mình, thấy Tô Thương làm động tác này thể hiện ý đó, ông ấy bỗng tức quá hóa giận. Lúc này, bên cạnh chỗ ngồi của Thạch Hạo Hãn một ông lão mặc áo đạo sĩ, nghi ngờ hỏi, anh Thạch, sao vậy, sao lại nổi giận thế? Người này chính là môn chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân. Không có gì. Thạch Hạo Hãn cũng không giải thích, liền thu lại ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, sau đó hai mắt nhắm lại, không nói chuyện nữa. Vương Trọng Vân viễn nhìn Tô Thương ở đằng xa, chỉ coi Tô Thương là một thanh niên bình thường không có gì khác lạ cả, cũng không quá để ý đến anh ấy. Ngoại trừ 10 nhân vật cao cấp này ra, trên 3 tòa lôi đài, lần lượt có 2 trọng tài ở hiện trường. Những trọng tài ở hiện trường này, đều là các đạo sĩ già cỗi của Thiên Cơ Môn, mỗi một người đều là thần tông hậu kỳ, thực lực thâm sâu khó lường. Bọn họ phụ trách duy trì trật tự ở lôi đài, gặp phải chuyện mình không thể giải quyết được, thì mới do 10 trọng tài lớn quyết định. Lúc này, thiên tài của trận đầu tiên thi đấu, hầu như đều bước lên lôi đài. Trên mỗi sàn đấu, đều có 2 đạo sĩ, trong tay cầm máy tính bảng. Mỗi người đều kiểm tra đối chiếu thông tin của người dự thi. Khoảng mấy phút sau, nhân viên xác minh không sai sót, nhưng,
có số ít người tham gia dự thi, chưa tới. Khi 9 giờ 9 phút, một đạo sĩ đứng ở giữa bảng đua cao giọng hô to, Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên, trước 9 giờ 10 phút, nếu không lên đài, thì có nghĩa là tự động từ bỏ thi đấu, nhìn là biết ngay. Không chỉ có ở giữa lôi đài, hai mặt khác của lôi đài, cũng đều có người chưa tới thi. Lúc này, dưới đài, Tô Thương khẽ cau mày nói, Trương Trọng Ngu, đây là chuyện gì vậy? Điện chủ, là như này ạ. Trương Trọng Ngu thành thật nói, thuộc hạ không biết, cậu muốn dùng thân phận nào để dự thi, cho nên đã đăng ký cho cậu hai tên, một tên là Tô Thương, một tên là Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên ở bảng đua thứ 5, còn Tô Thương, thì ở bảng đua thứ 6. Trương Trọng Ngu nói tiếp, điện chủ, nếu như cậu muốn lấy thân phận Tô Huyền Thiên dự thi, bây giờ có thể dịch dung thành Tô Huyền Thiên, bước lên lôi đài vẫn còn kịp đấy ạ. Thì ra là thế. Tô Thương gật đầu như đã hiểu, khẽ cười nói, không cần, từ nay về sau, thân phận Tô Huyền Thiên này sẽ biến mất, tôi không cần thiết tiếp tục che giấu tung tích nữa rồi. Hôm nay, tôi phải dùng thân phận của Tô Thương, tỏa sáng rực rỡ trên lôi đài, để nói cho toàn bộ giới luyện võ biết, nhà họ Tô ở Côn Luân, đã quay trở lại rồi. Tô Thương là không muốn quá chăm chú, để tránh thu hút sự chú ý của các thiên tài lớn, nhưng anh ấy nên kiêu căng nói, chứ không phải nói bé giọng như vậy. Anh ấy tham gia đại hội võ thuật trăm phái lần này, một là để chứng minh bản thân, hai là vì hồi sinh lại thời kỳ huy hoàng của nhà họ Tô, để những gia tộc ra tay xóa sổ Côn Luân trong giới luyện võ kia, phải run sợ. Một phút sau, Tô Huyền Thiên không lên sàn đấu, cuộc tranh tài đúng hạn bắt đầu. Thiên tài của ba tòa lôi đài, có người đã kết đồng minh, bàn bạc sau khi đánh bại đối thủ mạnh, cũng có người một thân một mình, không thèm hợp tác với người khác. Bên trái lôi đài, là 40 tên thiên tài của bảng đua thứ nhất, đã có người ra tay, chân khí trên lôi đài tàn phá hết mọi thứ. Tô Thương liếc sang một cái, liền bị thu hút bởi một thanh niên mặc áo đạo sĩ màu xanh thẫm. Tên chọc lốc, vẫn ung dung đứng ở trong góc lôi đài, tóc dài như thác nước được búi bằng một cây châm ngọc. Anh ta hình như không có tâm trạng thi đấu, hoặc là căn bản không để những đối thủ này lọt vào mắt, lại còn ngáp trên lôi đài như kiểu chưa tỉnh ngủ vậy. Thanh niên này, chính là thiên tài xuất sắc nhất của Thiên Cơ Môn, Vương Giã đệ tử của môn chủ Vương Trọng Vân. Đạo trưởng Vương Giã, xin lỗi nhé, danh tiếng của anh, có sự uy hiếp rất lớn đối với chúng tôi, cho nên, chúng tôi đã đồng lòng quyết định, liên thủ để đối phó anh. Lúc này, một tên mặc quần áo kiếm hiệp, đi tới trước mặt Vương Giã, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, tôi biết, chúng tôi thắng mà không vẻ vang, nhưng vì tranh thủ cơ hội để thăng cấp, thì đành phải hy sinh anh thôi. Nhưng đạo trưởng Vương Giã, xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ không giết chết anh đâu, chúng tôi chỉ ép anh xuống dưới lôi đài mà thôi, đắc tội với anh rồi. Vừa nói xong, người đàn ông này không ngừng ra tay, chân khí tràn ngập trong lòng bàn tay, nhanh chóng lao tới Vương Giã. Hình như cùng lúc đó, trên lôi đài ít nhất có hơn 20 người, không hẹn mà cùng lao đến, mỗi người đều ngưng tụ công lực mạnh nhất của bản thân. Lần này, Vương Giã không nói một lời nào, liếc mắt nhìn một cái rồi xong tới đám đối thủ, đứng yên tại chỗ căn bản không muốn xuất thủ. Sau một lúc, bọn chúng đã bị giết ngay ở trước mặt Vương Giã, chính đúng lúc này, trên người Vương Giã phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chói đi kèm với một tiếng động lớn, khiến người dưới khán đài không mở được mắt, không biết trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt, ánh sáng ấy đã biến mất. Mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn sang bên đó, kết quả trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Lúc này, trên lôi đài, vậy mà chỉ có mỗi Vương Giã. Còn những người dự thi khác, toàn bộ đều bị đánh ngã xuống lôi đài, không còn một mống nào. Đám rác rưởi. Rác rưởi, cũng chỉ là rác rưởi thôi, căn bản là tôi không có hứng thú, thôi về ngủ đây. Giải quyết xong tất cả mọi người, Vương Giã lại ngáp một cái, hai tay để ở trong áo đạo sĩ, như chưa tỉnh ngủ, từng bước chậm rãi đi xuống lôi đài. Bảng đua thứ nhất, Vương Giã thắng. Trọng tại hiện trường nở nụ cười tuyên bố. Thắng sao, đây là thắng à. Không hổ danh là đạo trưởng Vương Giã, danh bất hư truyền nha. Chỉ một chiêu thôi, đã có thể đánh rớt hết các đối thủ ra khỏi lôi đài, đây chính là thực lực của thiên tài đỉnh phong sao.
người thăng cấp ở bảng đua thứ nhất, vốn không thể nghi ngờ, đạo trưởng Vương Giã của Mạc Trúc, là hợp tình lý đấy, chỉ là không bao giờ ngờ đến, chỉ cần một chiêu của đạo trưởng Vương Giã, trong nháy mắt là có thể giải quyết được tất cả đối thủ trong thời gian ngắn như vậy, hai lôi đài kia lúc này mới vừa mới bắt đầu đấy. Ha ha, đạo trưởng Vương Giã mãi không tỉnh ngủ, chắc là không có thời gian, nên muốn về nhà ngủ bù. Bảng đấu thứ 5 cũng không có gì đáng xem, không có nổi một thiên tài có tiếng, nhưng xem qua bảng đấu thứ 9, Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn với nhị công tử của Tây Môn Hổ Tiếu của gia tộc Tây Môn, đều ở bảng đấu thứ 9. Chấm chấm chấm. Người xem dưới đài bàn luận ầm ĩ, đồng thời đưa mắt nhìn về phía bên phải lôi đài. Còn chỗ lôi đài của Vương Giã, cần phải nghỉ giữa giờ nửa tiếng, sau đó sẽ đến phiên người dự thi của bảng đấu thứ 2 lên đài thi đấu. Vương Giã. Tô Thương liếc nhìn Vương Giã từ xa, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười, người này, tinh thông kỳ môn bí thuật, vừa rồi anh ta cũng không để lộ thực lực của mình. Mà chính là dùng một loại thủ đoạn đặc thù, mượn lực đả lực, những người công kích anh ta, coi như tự giết lẫn nhau rồi. Không tệ, anh ta là một đối thủ mạnh đấy, không ngờ trái đất cũng có kiểu người như vậy, anh ta có tư cách đấu với mình một trận đấy. Tô Thương cười cười, sau đó nhìn liếc qua Vương Phú Quý, tên danh này đứng ở trong góc, cầm kèn trong tay. Mỗi khi có người bị đánh xuống lôi đài, cậu ấy liền thổi đại xuất tấn, để tiễn đưa người khác. Khu vực giữa võ đài. Vương Phú Quý đứng trong góc nhỏ, trong tay cầm cái kèn sona, dáng vẻ cầm kèn cực kỳ điêu luyện. Chỉ cần có người bị đánh rơi xuống võ đài, là anh ấy đầu tiên sẽ thổi ngay khúc đại xuất tấn. Đại xuất tấn, khúc nhạc thổi cho đám tang. M thanh du dương của kèn sona, vang lên bốn phía, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vốn dĩ người xem dưới khán đài, đang chuẩn bị nhìn vào Thạch Cửu Thiên và Tây Môn Hổ Tiếu ở phía bên phải cuộc thi, quyết đấu chắc sẽ rất đặc sắc. Có điều, khi nghe được tiếng kèn sona, soạt soạt soạt, ánh mắt mọi người đều nhìn ở giữa võ đài. Không chỉ có người xem, thậm chí đến 10 tên trọng tài đang ngồi phía trên cũng đều nhìn lại. Ha ha, tên nhóc này thật hài hước quá đi, người khác đánh nhau còn cậu ta thổi kèn sona. Trăm loại nhạc cụ, kèn sona là vua, hôm nay cuối cùng cũng nghe được. Anh ta đang thổi khúc gì vậy, bi thương như thế, hình như còn có chút quen tai. Tất nhiên là quen tai rồi, mặc dù tôi không biết tên khúc này, nhưng khi có tang lễ, khúc này liên tục phát ra, ha ha, linh hồn kèn sona, chỉ đưa người hữu duyên thôi nha. Tên nhóc này không sợ bị đánh à, người khác bị đánh rất xuống, cậu ta liền thổi kèn, ý là muốn tiễn người ta khỏi thế giới này sao? Chấm chấm chấm. Giờ phút này, mấy người dự thi bị đánh rất xuống võ đài, toàn bộ thẹn quá hóa giận, tức hổn hển muốn xông lên để dạy dỗ Vương Phú Quý. Thật ngu ngốc quá, ông đây đã bị loại rồi, con mẹ nó lại còn thổi đại xuất tấn, cười trên nỗi đau của người khác phải không, ông đây không đánh chết mày không được mà. Con mẹ nó, mặc dù chúng ta năng lực không bằng người khác, nhưng cũng không phải để cho một kẻ rác rưởi cảnh giới tông sư nhà nó có thể khiêu khích được, đi chết đi. Cái đồ bỏ đi thế này cũng dám lên võ đài hay sao, phân cùng một nhóm với cái loại người như nó, quả thực là sỉ nhục chúng ta mà, các anh em, xông lên võ đài đánh bay cậu ta đi. Những người dự thi vị Vương Phú Quý thổi khúc đại xuất thần, ai nấy cũng đều tỏ ra bức xúc, đồng thời ra tay muốn dạy dỗ Vương Phú Quý. Trong lúc thi đấu, ai dám lỗ mãng chứ? Nhưng vào lúc này, hai trọng tài tại hiện trường ra tay, nhẹ nhõm đánh lui tất cả những người đã thất bại muốn xông lên võ đài. Trong đó một lão đạo dĩ uy hiếp nói, nếu còn hành động thiếu suy nghĩ nữa, tự gánh lấy hậu quả đi. Hai trọng tài hiện trường này, đều là thần tông hậu kỳ, người dự thi bị đánh rơi từ trên võ đài, đều không dám làm loạn nữa. Sau khi cuộc thi kết thúc, chúng tôi sẽ không xen vào nữa. Các vị có thể tùy ý hành động. Lão đại sĩ này nói bổ sung, đồng thời liếc nhìn Vương Phú Quý một cách buồn chán. Ông ta đối với hành động thổi kèn sona của Vương Phú Quý, cũng cảm giác cực kỳ bất mãn, đây không phải rõ ràng là đang gây chuyện hay sao? Bởi vì Vương Phú Quý che giấu thực lực, dùng linh khí ngụy trang thành cảnh giới tông sư. Vì thế trong mắt ông ta, Vương Phú Quý chỉ là một thí sinh rác rưởi nhất trong đám rác rưởi. Cảnh giới tông sư, trong số những thí sinh dự thi ở đây, chính là hạng chót của hạng chót.
Người ta là thiên tài của các ngọn núi nổi tiếng đưa tới, ít nhất cũng là địa tông, mạnh hơn một chút đã là thiên tông, đương nhiên là mạnh hơn tông sư rồi. Cậu nhìn cậu xem, một con gà nhỏ trong số những người luyện võ, đến cho đủ số người, đàng hoàng mà đi lướt qua võ đài một cái không được hả, làm cái quái gì vậy chứ? Vì thế, trọng tài hiện trường, mới bổ sung thêm một câu, ám chỉ chuyện Vương Phú Quý đã thổi khúc đại xuất tấn tiễn thí sinh, thì sau cuộc thi mọi người có thể tùy ý có thủ báo thủ, có oán báo oán. Cảm ơn đạo trưởng nhắc nhở, đồ rác rưởi này, mày chờ đó, chờ khi cuộc thi kết thúc thì ông đây giết chết mày. Ha ha, có lẽ không cần chờ cuộc thi kết thúc đầu, thứ đầu như cậu ta, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh xuống thôi, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta xử lý hay sao? Anh em trên đài, người nào đánh tên rác rưởi này vứt xuống đây, tôi cho 100 vạn. Tính thêm tôi nữa, tôi thêm 200 vạn, không vì lý do gì khác, chỉ chung mục đích với anh đây. Tôi có giá 300 vạn hả, mẹ nó, quá khinh người rồi, ông đây lần đầu tiên cảm thấy kèn sona khó nghe như vậy đó, tức chết tôi rồi. Chấm chấm chấm. Thí sinh trên võ đài, vốn dĩ đang còn thi đấu lộn xộn, đề phòng từng người. Có điều, sau khi nghe được lời những người dưới võ đài nói, đột nhiên dừng tay lại, ánh mắt đồng loạt nhìn lên người Vương Phú Quý, đồng thời cũng có người bắt đầu đi về phía Vương Phú Quý rồi. Khụ khụ. Vương Phú Quý cầm kèn sona, lộ ra một nụ cười khổ, giải thích nói, các vị, cái đó, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là quá lâu không thổi kèn rồi, trong lòng ngứa ngáy, nhìn thấy sân khấu tốt như vậy, nhất thời không chịu nổi nên mới thế. Con mẹ nó, sân con mẹ nó khấu, đây là võ đài, là nơi dùng để đánh nhau đó. Một người dự thi mở miệng phản bác lại, vì phòng ngừa lúc mình bị đánh xuống võ đài, cũng bị Vương Phú Quý thổi kèn sona giễu cợt, vì thế anh ta quyết định, dẫu đầu giải quyết Vương Phú Quý. Dù sao đối phương chỉ là đồ rác rưởi cảnh giới tông sư, chính mình là địa tông đỉnh phong, chỉ nhấc tay lên thì có thể nghiền ép được rồi. Võ đài hả, được, tôi biết rồi. Vương Phú Quý không hoảng hốt chút nào, trên mặt lộ ra một nụ cười, chuẩn bị xong xuôi mở ra quyền cước. Dừng lại. Có điều lúc này, một nam thanh niên cao lớn thô kệch, ngăn ở trước mặt Vương Phú Quý, lên tiếng quát bảo ngừng lại chuyện dạy dỗ thanh niên Vương Phú Quý. Người này cao lớn vạm vỡ, dáng người cao ít nhất cũng 1m9, cơ thể như là một ngọn núi nhỏ. Anh ta nhìn cực kỳ cường tráng, mặt mũi đầy dữ tợn, cơ bắp cuộn lên, nhất là gân xanh trên cánh tay, giống như là từng nhánh thanh long vậy, ác chiến. Người này dáng dấp quá ác chiến rồi, vẻn vẹn cơ thể bên ngoài anh ta thôi, cũng có thể chấp phần đông người trên võ đài rồi. Đáng nhắc đến chính là nam thanh niên này đang vác một cái trống lớn trên vai. Không sai. Đó là loại trống lớn làm bằng da thú thường thấy, to bằng cái cối xay, mặt trống đã ố vàng, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là đồ cũ. Anh là ai? Lúc này, thanh niên bị ngăn lại nhíu mày nói. Phụng Dương Thành, Trương Mộ Cổ. Nam thanh niên cao lớn vạm vỡ, trong lúc nói chuyện, thả cái trống to làm bằng da thú xuống đất. Keng! Theo tiếng vang đó, một luồng không khí to lớn hiện lên như gợn sóng hướng theo bốn phía đẩy ra. Trên võ đài, người dự thi cảnh giới địa tông, đến đứng cũng không vững, nháo nhác sắc mặt thay đổi cực lớn. Trương Mộ Cổ, anh ta lại là Phượng Dương Trương Mộ Cổ sao? Phượng Dương Thành của nhà họ Trương, đây chính là gia tộc lớn trong giới luyện võ nha, trước khi gia tộc Tây Môn chưa nổi lên thì nhà họ Trương là một gia tộc đệ nhất trong giới luyện võ đó. Tôi nghe đến tên Trương Mộ Cổ, hình như anh ta đặt chân đến thần tông sơ kỳ rồi, thực lực thâm sâu khó lường, cái trống lớn gia thú này vừa lấy ra, thì không ai có thể cạnh tranh được. Đúng vậy, trống gia thú của anh ta khi đánh ra thì có thể tấn công linh hồn, rất nhiều thiên tài từng đánh mất năng lực chống cự dưới tiếng vang của trống này, thậm chí có thể khiến thất khiếu người khác chảy máu, trực tiếp chấn thương nội tạng. Thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai mũi, và miệng. Nghe nói nửa tháng trước Trương Mộ Cổ đã rời khỏi Phụng Dương Thành, cùng với Phật tử Vô Cơ đánh nhau một trận, chưa phân thắng bại. Cái gì, Phật tử Vô Cơ là thiên tài đỉnh phong trên đời này mà, thế mà không thể thắng được anh ta sao? Chấm chấm chấm. Có người biết lai lịch của Trương Mộ Cổ nói ra, khiến người xem tại hiện trường nhất thời bình luận ồn ào. Người dự thi ở giữa võ đài,
trong lòng càng run sợ hơn, ánh mắt đầy sự đề phòng. Trương Mộ Cổ, anh và anh ta có quan hệ như thế nào, vì sao lại ngăn cản tôi ra tay với anh ta? Lúc này, tên thanh niên kia lấy dũng khí hỏi. Ha ha, tôi không biết anh ấy, thậm chí còn không biết tên của anh ấy. Tên hung thần dữ tợn Trương Mộ Cổ trả lời, đồng thời ánh mắt nhìn lên người Vương Phú Quý, biểu cảm lại cực kỳ hiền lành, cười gật đầu chào hỏi, sau đó nói, có điều, người anh em này thổi kèn sona hạng nhất, thông thạo âm luật giống như tôi, chúng tôi đều là nhân tài giới âm nhạc, nếu trong khả năng cho phép thì tôi tất nhiên sẽ bảo vệ cho anh ấy rồi. Người anh em tốt, anh thật có mắt nhìn nha. Vương Phú Quý nghe được có người tán thành kèn sona của mình, đột nhiên cực kỳ kích động, anh em tốt, tôi biết tên của anh rồi, Trương Mộ Cổ phải không, anh Trương Mộ Cổ, tôi tên là Vương Phú Quý. Anh Phú Quý, Trương Mộ Cổ cũng kích động như thế, liền cùng bắt chuyện với Vương Phú Quý, hưng phấn nói, tôi ngưỡng mộ những người hiểu âm nhạc nhất, thích kết bạn với người trong giới âm nhạc, không biết anh Phú Quý đây, ngoài kèn sona ra, còn biết dùng những nhạc cụ khác hay không? Không biết dùng cái khác. Vương Phú Quý lắc đầu, nghiêm túc nói, kèn sona này là loại nhạc cụ mênh mông như biển, tôi dốc hết một đời cũng không thể nghiên cứu thấu đáo được, làm sao có thời gian học tập những nhạc cụ khác chứ? Huống hồ, kèn sona chính là tất cả của tôi, là thứ mà tôi cả đời theo đuổi, sao lại có thể thay đổi thất thường chứ? Làm như vậy chẳng phải là thẹn với kèn sona hay sao, thẹn với cả lão tổ tông đã truyền thừa lại cho tôi hay sao chứ? Nói hay lắm nha. Trương Mộ Cổ giống như gặp tri âm, trong ánh mắt đầy vẻ thưởng thức đối với Vương Phú Quý, kích động nói, hai chúng ta quá giống nhau rồi. Tôi không yêu thích gì khác, chỉ ưa thích đánh trống lớn, âm thanh của bàn tay cùng mặt trống va chạm nhau, trong mắt của tôi là loại âm nhạc tuyệt vời nhất thế gian. Thế nhưng, bạn gái của tôi không thích, cô ấy thích đánh đàn dương cầm, đàn ông đánh đàn guitar, cảm thấy như thế mới lãng mạn, có phong thái của nghệ sĩ. Trương Mộ Cổ cắn răng nói, lãng mạn cái gì mà đánh đàn dương cầm, tinh tinh tinh, còn có đàn guitar nữa, đều là những thứ đồ chơi mà như đàn bà trí chóe mà thôi, đâu có dáng vẻ đẹp trai của người đánh trống, khí thế rầm rộ, rầm rầm rầm, từng tiếng như kinh thiên động địa, tràn đầy vị nam tính chứ. Chia tay. Vương Phú Quý nghe vậy, cảm động theo nói, anh Trương Mộ Cổ, có loại bạn gái này, chắc chắn phải chia tay rồi. Không thể quen với những thói xấu của cô ta được, trống lớn của anh, với kèn sona của tôi, đều là nhạc cụ số một, đàn dương cầm, đàn guitar có là cái thá gì chứ, chúng căn bản không cùng đẳng cấp với nhạc cụ của chúng ta. Người anh em nói đúng lắm, tôi đã sớm chia tay với cô ta rồi, cô gái mà đến trống lớn bọc da thú cũng không biết thưởng thức, không có tư cách làm bạn gái của Trương Mộ Cổ tôi. Trương Mộ Cổ đắc ý nói, là cô ta không biết. Dáng vẻ khi đánh trống của tôi đẹp trai biết bao nhiêu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mồ hôi nhễ nhại, mỗi lần tôi đánh trống, thì có thể thu được một đám người say mê, tôi căn bản là không thiếu bạn gái. Làm tốt lắm, không hổ là anh em của tôi. Vương Phú Quý nói tiếp, anh Trương Mộ Cổ, anh thích nghe kèn sona không? Thích chứ? Trương Mộ Cổ nghiêm túc nói, anh Phú Quý, không phải tôi cố ý nói tốt đâu, là tôi thật sự thích kèn sona đó. Âm thanh của kèn sona, trầm bổng du dương, một tiếng kèn, vang vọng trời đất, nghiền ép tất cả các nhạc cụ, mỗi lần tôi nghe được tiếng kèn sona, cảm xúc luôn dâng trào. Anh Trương Mộ Cổ khiêm tốn rồi. Vương Phú Quý vội vàng nói, trăm loại nhạc cụ, tôi cũng không hợp cái nào, chỉ có trống lớn mới có thể phân cao thấp với tôi được thôi. Âm thanh của trống lớn phát ra, tuyên truyền thức tỉnh, phấn chấn tinh thần, là nhạc cụ của vua chúa đó. Vương Phú Quý bội phục nói, anh Trương Mộ Cổ, anh mang theo trống lớn bên người như vậy, chắc chắn là rất am hiểu đánh trống nhỉ. Ha ha, chỉ một ít thôi à. Trương Mộ Cổ bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, đề nghị như thật nói, anh Phú Quý, thật ra trong đầu tôi có một suy nghĩ, nếu nhưng chúng ta có thể làm thành một nhóm nhạc thì thật là hoàn hảo. Anh thổi kèn sona, tôi đánh trống lớn, hoàn cảnh đó, âm thanh đó. Chắc chắn sẽ khiến khán giả phải sửng sốt đó nha. Ý kiến hay. Vương Phú Quý lập tức dự tính, hưng phấn nói, xưa có Bá Nha và Tử Kỳ là tri âm tri kỷ, nay có hai chúng ta lấy âm nhạc làm bạn, đây có thể xem là câu chuyện ngàn đời rồi. Ha ha, đúng vậy nha, anh và tôi cùng chung cảm hứng, rất dễ trò chuyện,
chỉ hận gặp nhau muộn quá à. Trương Mộ Cổ trực tiếp cầm tay Vương Phú Quý, kích động nhìn qua Vương Phú Quý, càng nhìn càng thấy Vương Phú Quý thuận mắt, giống như bạn bè quen biết đã lâu năm. Không muộn, không muộn, chúng ta đều còn trẻ, sau này làm thành một nhóm nhạc, chắc chắn sẽ có thể phát triển mạnh mẽ trong làng nhạc và trở thành nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong tương lai. Vương Phú Quý hưng phấn nói. Anh em tốt. Trương Mộ Cổ ôm Vương Phú Quý một cái, đồng thời vỗ vỗ vai Vương Phú Quý, cảm xúc cực kỳ kích động, có thể gặp được Tri Âm ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, chuyến đi này của tôi thật sự không tệ nha. Tôi cũng thế. Vương Phú Quý kích động trả lời, cuối cùng gặp được người chân chính thưởng thức nhạc cụ âm nhạc của mình. Hai người đều vui vẻ, nhưng tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái, tình huống gì thế này, thế là họ trở thành anh em tốt rồi hả? Một người thổi kèn sona, một người đánh trống lớn, con mẹ nó, còn lập thành một nhóm nhạc, cái này con mẹ nó là âm nhạc trần gian hay sao? Hai vị đại ca, tôi cho các anh 10 đồng, van xin các anh đừng nói mình thuộc giới âm nhạc được không, giới âm nhạc chúng tôi không gánh nổi hai người, nhóm nhạc của hai người bước vào giới vũ đạo được không? Ha ha, đừng nói lung tung nha, cái người Vương Phú Quý kia là gà mờ, nhưng mà Trương Mộ Cổ có thể đấu bất phân thắng bại với Phật tử vô cơ, cẩn thận bị anh ta để mắt đến nha. Thằng nhóc Vương Phú Quý này con mẹ nó may mắn thật chứ. Vừa thổi kèn sona một cái là có thể kết bạn được với một thiên tài trùm sò như thế, sớm biết thì tôi đã đem đàn nhị ra rồi, kỳ thật tôi kéo đàn nhị cũng êm tai lắm nha. Chấm chấm chấm. Bá nha, Tử Kỳ, lấy âm nhạc kết bạn, chấm SAI tên đại ngu ngốc này. Tô Thương cũng trợn tròn mắt, sờ sờ lên mũi lộ ra một nụ cười khổ. Cha, cha đừng nói vậy nha, con thấy chú Phú Quý đang rất vui vẻ mà. Lúc này... Tô Du Du bên cạnh cười nói. Điều này đúng thật nhỉ, hóa ra là cha sai rồi. Tô Thương cười nhẹ thành tiếng, sau đó nói, Du Du, không phải con cũng thích nghe kèn sona sao, nói như vậy, chú Phú Quý của con có hai Tri Âm rồi. Hi hi, ai ngờ, Tô Du Du nói nhỏ, con không thích đâu, buổi sáng con sợ chú Phú Quý tổn thương, nên mới nói như vậy đó. Ha ha, Du Du thật hiểu chuyện. Ở phương diện này thì cha phải học tập con rồi. Tô Thương cưng chiều vuốt tóc con gái. Cho đến nay, Tô Thương không có bạn bè gì, vì thế anh cũng cực ít cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Đã sống lại một cuộc sống khác, tất nhiên phải thay đổi thái độ bình thường rồi, sống một dáng vẻ mới. Vì thế, Tô Thương định sau này sẽ đối xử tử tế với từng người bạn bên cạnh mình. Các cậu còn muốn đánh nữa không hả? Đúng lúc này. Trượng tài ở giữa võ đài không nhịn được mà dục nói. Anh Phú Quý. Trương Mộ Cổ nghe vậy, liền để Vương Phú Quý sau lưng, nói anh lui lại phía sau, chờ tôi đánh xong trận này, chúng ta trò chuyện kỹ hơn về chuyện thành lập nhóm nhạc nhé. Anh yên tâm đi, chỉ cần có tôi ở đây, cái võ đài này không ai có thể làm anh bị thương được. Trương Mộ Cổ vỗ ngực đảm bảo, còn nữa, sau khi cuộc thi kết thúc, những người bị loại ở dưới kia cũng không dám làm anh bị thương đâu, bọn họ nếu dám tìm anh làm phiền, ông đây sẽ đánh chết từng người. Anh Trương Mộ Cổ vô địch. Vương Phú Quý cảm động cực kỳ, sau đó nói, có điều, anh Trương Mộ Cổ, tôi cũng là thí sinh dự thi mà, tôi cũng phải đánh nhau đúng không? Anh, Trương Mộ Cổ nhìn Vương Phú Quý một chút, thẳng thắn nói, anh Phú Quý, anh vẫn nên thôi đi, không phải tôi xem thường anh, quan trọng là cảnh giới của anh quá thấp. Bọn họ chỉ cần phóng ra một chút khí tức, thì anh cũng gánh không nổi rồi. Những người này, hay là cứ để tôi đối phó đi, anh ở phía sau ủng hộ cho tôi là được. Trương Mộ Cổ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cười nói, đúng rồi, anh cứ như lúc nãy nha, tôi đánh người rớt xuống dưới võ đài, anh thổi khúc đại xuất tấn, tiễn đưa bọn họ nha. Cái đó, anh Trương Mộ Cổ, thật ra tôi. Vương Phú Quý cảm thấy, đối phương thật tình xem mình là anh em. Mình khẳng định không thể giấu giốt được, vì thế định giải thích một chút. Có điều, Trương Mộ Cổ đã ra tay rồi, bay lên trời đứng lên trên cái trống lớn ra thú đó. Anh ấy đứng chắp tay, trong mắt đầu đầu cũng là sự khinh thường, nhìn tất cả những thiên tài phía dưới, điên cuồng không kiềm chế được mà nói, các người muốn ra tay với tôi hả, tới đây, tôi vốn không biết sợ là gì đâu. Vừa nói xong, đông đảo những thí sinh đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng giống như là cùng nhau hiểu được.
thực lực của Trương Mộ Cổ, chắc hẳn mọi người đều biết, bất kỳ người nào trong số chúng ta, cũng đều không phải là đối thủ của anh ta, vì thế kế hoạch hôm nay, chỉ có hợp tác cùng nhau mà thôi. Đúng vậy, mặc dù tôi giống anh ta cũng là thần tông sơ kỳ, có điều cảnh giới không đại diện cho cái gì hết. Trương Mộ Cổ có thể bất phân thắng bại với Phật tử vô cơ, không phải người mà chúng ta có thể chống lại được, nhưng nếu hợp tác với nhau, kết quả đó lại khác. Được, tôi đồng ý liên thủ, giải quyết người mạnh trước sau này chúng ta lại phân cao thấp sau. Tại hiện trường, mấy thí sinh bán thần tông cùng thần tông sơ kỳ, sau khi thương lượng với nhau, cuối cùng quyết định cùng liên thủ. Còn về người thi cảnh giới thiên tông và địa tông, họ biết mình đến chỉ cho đủ số lượng, tất nhiên không đồng ý mạo hiểm rồi. Dù là đánh bại Trương Mộ Cổ, họ cũng không có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo, vì thế tùy tiện đánh một chút là được rồi. Lên! Sau một giây, hơn 10 thiên tài ở giữa võ đài, liền thẳng hướng Trương Mộ Cổ xông tới. Ha ha, được lắm, lâu lắm rồi không đấu một trận vui như hôm nay rồi. Trương Mộ Cổ là một phần tử cuồng nhiệt chiến đấu, thấy cảnh này, đột nhiên mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, anh ấy từ bên trên trống lớn ra thú, nhảy xuống, trực tiếp tiến vào đám người mà đánh giết. Nhất thời, chân khí trên võ đài tàn phá bừa bãi, dư âm chiến đấu như hình gợn sóng tản ra theo bốn phía. Mặc dù Trương Mộ Cổ thực lực mạnh mẽ, nhưng đối thủ anh ấy lại có 10 người, là lại là các thiên tài đến từ những ngọn núi nổi tiếng, lại không phải là yếu. Vì thế, Trương Mộ Cổ tay không vũ khí mà đánh giặc, cũng không thể kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng được, mà là đánh nhau với những người kia có tới có lui. Tất nhiên, Trương Mộ Cổ vẫn có thể chèn ép những người đó mà đánh, từng quyền đánh đến thịt, khoảng chừng mười mấy chiêu, thì đã có người bị đánh rơi xuống võ đài rồi. Vương Phú Quý nhớ kỹ lời Trương Mộ Cổ nói, lập tức thổi kèn sona lên, dùng khúc đại xuất tấn tiễn người bị rơi xuống. Ngoá! Những người dự thi bị đánh rớt xuống võ đài, vốn là đủ khó chịu rồi, nghe được tiếng kèn sona, lập tức thẹn quá hóa giận. Nhưng mà lời uy hiếp trước đó của Trương Mộ Cổ, trong ký ức của anh ta vẫn còn như mới, vì thế không dám trêu chọc Vương Phú Quý, giận mà không dám nói gì, sắc mặt đỏ nghẹn lên. Động cơ của sát nhân hả? Tô Thương thấy vậy, cười lắc đầu, sau đó đánh giá Trương Mộ Cổ, tự lẩm bẩm cái tên Trương Mộ Cổ này, mặc dù thực lực không yếu, nhưng chỉ dựa vào thực lực bây giờ đang thể hiện ra bên ngoài của anh ấy, chỉ sợ không có cách nào mà chiếm được lợi thế trước Phật tử vô cơ. Vì thế có thể thấy được, anh ấy còn có thủ đoạn mạnh hơn, chắc chắn có liên quan đến cái trống lớn gia thú mà anh ấy mang bên người rồi. Chỉ có điều, bây giờ anh ấy vẫn đang hưởng thụ cuộc chiến, vì thế không sử dụng trống lớn gia thú đó. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền rời ánh mắt nhìn sang bên phải võ đài. Ở giữa võ đài chiến đấu, trong thời gian ngắn chưa có kết quả, tất nhiên không cần nhìn tiếp làm gì. Lúc này, bên phải võ đài, cực kỳ hỗn loạn, từng người dự thi đều đánh với đối thủ của mình, khó phân thắng bại. Nhìn vẻ ngoài, thấy được có một lỗi trong các quy tắc của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, chính là người tham gia có thể thành lập đội tự do và có thể cùng nhau chiến đấu với một người không hợp trong số đó. Người lập ra quy tắc này, sớm đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại không sửa. Bởi vì, nếu như một thiên tài thực sự, ngay cả một nhóm người liên thủ với nhau mà cũng không thể chiến thắng được, vậy cùng không cần thiết tiến vào vòng tiếp theo làm gì. Thiên tài luyện võ chân chính, tất nhiên không sợ bất kỳ ai gây chiến, dù đối thủ là một nhóm người, cũng phải dốc hết sức chèn ép. Còn nữa, trên võ đài có thể ra tay giết chết đối thủ. Có điều các thế lực lớn trong giới luyện võ, dĩ hòa vi quý, nếu không phải thực sự quá bị ép, người dự thi bình thường sẽ không ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng nếu là những thí sinh kia, hợp lại cùng đối phó với thiên tài, tất nhiên sẽ chọc giận đến thiên tài đó. Mặc dù một thiên tài không thể cạnh tranh với nhiều thí sinh bình thường như vậy được, nhưng anh ta có thể giết 8 người, 10 người riêng lẻ, vẫn được. Những thí sinh này khi hợp sức lại với nhau, chắc chắn phải biết được rằng họ sẽ bị xóa sổ sau khi chọc giận thiên tài. Ngoài ra, cuộc so tài vòng thứ nhất, có thể liên thủ, nhưng những vòng tiếp theo, cục diện cũng không phải quá tốt, chắc chắn sẽ bị nghiền ép, đến lúc đó sẽ mất hết thể diện. Kết hợp những cái đó, người dự thi trên võ đài liên thủ với nhau rất nhiều,
nhưng lại cực ít ai dám quang minh chính đại liên thủ chèn ép thiên tài thực sự. Đạo trưởng Vương Dã là một ngoại lệ, mọi người đều biết, Vương Dã là người tu đạo, sẽ không ra tay giết đối thủ, vì thế mọi người mới phải thử liên thủ một lần. Còn về Trương Mộ Cổ, ở giữa võ đài dự thi, cảm thấy trình độ của Trương Mộ Cổ rất cao, dù sao thì Trương Mộ Cổ cũng là thần tông sơ kỳ. Mà trên võ đài, nếu như Trương Mộ Cổ ra tay giết đối thủ, bọn họ sẽ lập tức ngừng chuyện liên thủ, trực tiếp đầu hàng, để tránh chết oan uổng. Quy định tranh tài mặc dù có lỗ thủng, nhưng thực tế chỗ sơ hở này không ảnh hưởng đến cục diện, không ảnh hưởng đến quán quân cuối cùng. Bất kể là đại hội võ thuật trăm tông phái có bao nhiêu giải thưởng, nhưng chỉ có người đứng đầu mới được nhớ kỹ, chứ ai nhớ đến người đứng thứ hai chứ. Mà người đứng đầu, tất nhiên phải có năng lực lấy sức một mình mà chiến thắng tất cả mọi người rồi. Lúc này, trên võ đài bên phải, một đoàn hỗn chiến, chỉ có hai người đứng ở nơi hẻo lánh phía Nam Bắc, không có ý định ra tay. Hai người đó, tất nhiên là Thạch Cửu Thiên và Tây Môn Hổ Tiếu của gia tộc Tây Môn rồi. Vùng núi Tế Trời và gia tộc Tây Môn, bây giờ là thế lực hàng đầu trong giới luyện võ. Hơn nữa, trên cơ thể của Thạch Cửu Thiên cùng với Tây Môn Hổ Tiếu phát ra uy thế kinh khủng. Vì thế, người dự thi ở đường đua thứ 9 rất hiểu thời thế, không dám trêu chọc hai người này, mà lựa chọn những đối thủ tương đương mình, để biểu diễn quyền đấu của mình ra. Thạch thiếu gia. Lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu nhìn về phía Thạch Cửu Thiên, lộ ra một nụ cười nói, hai người chúng ta, chỉ có một người có thể trực tiếp tiến vào vòng trong. Tôi biết. Thạch Cửu Thiên lạnh lùng nhìn Tây Môn Hổ Tiếu, trầm giọng nói, kéo dài cũng có ý nghĩa gì chứ, bắt đầu đi. Đêm qua, Thạch Cửu Thiên gặp phải kẻ chặn đường. Kẻ chặn đường muốn giết người đó, là một thần tông trung kỳ. Thạch Cửu Thiên tu luyện thần công của Thái Sơn, mặc dù mạnh, nhưng sau khi sử dụng, cần phải nghỉ ngơi 12 tiếng. Nói đơn giản hơn, thời gian để thần công Thái Sơn hồi phục lại là tương đối dài. Vì thế lúc đó, anh ấy không sử dụng thần công Thái Sơn, để tránh ảnh hưởng đến cuộc thi hôm nay. May mắn ngay lúc quan trọng, có người ra tay cứu giúp, bản thân mới tránh được việc sử dụng thần công Thái Sơn. Sau đó, Thạch Cửu Thiên liên hệ Tam Sư Thúc San Si Su, đã điều tra một chút về thiên tài tại đường đua thứ 9, tất nhiên tra ra được thân phận của Tây Môn Hổ Tiếu. Vì thế, trên võ đài nhìn thấy Tây Môn Hổ Tiếu, ánh mắt Thạch Cửu Thiên lạnh lùng, quyết tâm muôn báo thù chuyện tối hôm qua. Thạch thiếu gia, từ từ đã. Đúng lúc này, Tây Môn Hổ Tiếu nở nụ cười trên mặt, ngay sau đó đưa ra một quyết định chấn động toàn trường thi. Tôi nhận thua. Phía bên phải trên lôi đài, dưới mọi con mắt đang quan sát của đông đảo khán giả, Thạch Cửu Thiên thì đang chuẩn bị ra tay. Nhưng ai mà ngờ, Tây Môn Hổ Tiếu thế mà lại trực tiếp nhận thua, đồng thời cũng không có chút luyến tiếc nào, nhảy vọt xuống lôi đài. Qua! Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt ở đó đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, há hốc mồm ra. Tây Môn Hổ Tiếu nhận thua rồi, tôi không nghe lầm đó chứ. Anh ta là thiên tài nhất nhì của gia tộc Tây Môn đó, còn chưa đánh đã nhận thua rồi, đùa hả? Đùa cái gì, Tây Môn Hổ Tiếu đã nhảy xuống lôi đài rồi, anh ta đã mất đi tư cách thi đấu trận này rồi. Thạch Cửu Thiên cũng không mạnh gì mà, tôi thấy anh ta cũng chỉ là bán thần tông, ngay cả thần tông chân chính cũng chưa đạt tới, Tây Môn Hổ Tiếu tại sao lại bỏ cuộc chứ? Đừng xem thường Thạch Cửu Thiên nha, anh ta là thiên tài kiệt xuất nhất của vùng đất Tế Trời đó. Anh ta đã tu luyện thần công của Thái Sơn, nghĩ kỹ lại thì anh ta chính là nhân kiệt ngàn năm chưa gặp của Thái Sơn đó. Không sai, năm đó Thạch Ngọc Yến của núi Thái Sơn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng vì là thân phận con gái nên không có cách nào tu luyện được công pháp tuyệt đỉnh nhất của Thái Sơn. Thái Sơn thần công, cho dù là thiên phú có cao hơn Thạch Cửu Thiên nhưng cũng không làm ra được chuyện gì, tất nhiên sẽ không bằng được Thạch Cửu Thiên rồi. Công pháp của Thái Sơn chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, nếu không, dựa vào thiên tử của Thạch Ngọc Yến, năm đó há có thể thua dưới tay của tên dư nghiệt nhà họ Tô kia chứ, lại há có thể bỏ trốn theo tên nhà họ Tô kia, làm cho danh tiếng bị mất sạch hết. Tôi vẫn không thể hiểu được, cứ coi như thần công của Thái Sơn có lợi hại hơn nữa thì Thạch Cửu Thiên cũng chỉ là bán thần tông, tại sao Tây Môn Hổ Tiếu không đánh thử chứ? Trên lôi đài. Sắc mặt của Thạch Cửu Thiên vô cùng khó coi,
mặt trầm như nước chăm chú nhìn về hướng ba giờ ở phía dưới. Ở đó, có hai người, trước đó đã nhắc đến Thạch Ngọc Yến với giọng điệu tràn đầy khinh miệt và châm chọc. Cô của tôi, là người các người có thể đánh giá được sao? Ánh mắt Thạch Cửu Thiên lạnh lẽo, ngay lập tức cậu ấy ngưng tụ ra hai luồng chân khí, rồi bỗng nhiên phóng hai luồng chân khí đó ra. Ầm, ầm, cùng với hai tiếng ầm vang lên, thì hai người vừa nãy nhắc tới Thạch Ngọc Yến bị đánh bay ra sau, máu bắn ra đầy trời. Sau khi rơi xuống đất, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hơi thở dần trở nên yếu đi. Tiểu Trừng đại giới, lần sau còn dám nói một câu không phải với cô của tôi, thì tôi sẽ khiến mấy người chết không có đất chôn. Thạch Cửu Thiên mặt trầm như nước nói, toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, khiến người khác sợ bay mất hồn vía. Tiểu Trừng đại giới, có nghĩa là trừng phạt những sai lầm nhỏ, để bạn nhận được dạy dỗ không đến nỗi phạm sai lầm lớn. Thạch Cửu Thiên. Lúc này, có người đứng ra, nghiến răng nói, gan của cậu cũng lớn quá rồi, vậy mà dám phá luôn trận đấu. Hai vị đạo trưởng, Thạch Cửu Thiên trong lúc thi đấu đã ngang nhiên hành hung người khác, xin mời nghiêm trị. Người này nói tiếp, đồng thời cúi người chào trọng tài của trận đấu. Vì sao lại phải nghiêm trị? Một trong hai vị trọng tài nói, trách nhiệm của chúng tôi là phòng ngừa có người lên lôi đài làm ảnh hưởng đến trận đấu. Còn sự an toàn của người ở dưới, không phải làm phạm vi quản lý của chúng tôi. Thạch Thiếu Gia ra tay với người xem ở dưới, cũng không có trái với quy định của Đại hội Võ Thuật, bần đạo vì sao phải trừng phạt cậu ta chứ? Người trọng tài này nhíu mày nói, ngược lại là anh, lại lớn tiếng kêu gào như vậy, còn ra thể thống gì nữa, còn không mau lui xuống. Chuyện này, người này là bạn của hai người lúc nãy, cho nên mới đứng ra để bảo vệ bạn mình. Nhưng bây giờ, anh ta không dám đối nghịch với đạo trưởng của võ đang, thế là dầu dĩ chen vào, biến mất giữa đám đông. Hừ, Thạch Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, sau khi thay cô mình dạy dỗ mấy người nói năng lỗ mãng kia xong, cậu ấy mới nhìn sang Tây Môn Hổ Tiếu, trầm giọng nói, Tây Môn Hổ Tiếu, lý do là gì vậy, sao anh lại bỏ cuộc? Ha ha, Tây Môn Hổ Tiếu đứng ở dưới lôi đài, khẽ cười nói, Thạch Cửu Thiên. Tôi tự biết mình không phải là đối thủ của anh, vì tránh để bị hành xác, cho nên chỉ đành đầu hàng nhận thua, bỏ cuộc trận đấu này. Anh khiêm tốn rồi. Thạch Cửu Thiên cười nhạo nói, người khác không biết, tôi còn có thể không biết thực lực của anh sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.